sang này ạ. Em chào cô, chào mừng Em cô chào đến với cô. bài trình bày của nhóm 1 ạ. Ca lâm sàng 2, bệnh nhân nam 62 tuổi được chẩn đoán đái tháo đường type 2. Khoảng 10 năm nay, gần đây bệnh nhân có biểu hiện đau tức ngực trái. Bệnh nhân đến viện khám, kết quả xét nghiệm glucose 11 mmol trên lít, HbA1c 8,2%, triglyceride 10,6 mmol trên lít, cholesterol toàn phần 6,8 mmol trên lít, HDL cholesterol 0,9 mmol trên lít và LDL C 4,3 mmol trên lít. Xét nghiệm nước tiểu cho bảng kết quả như sau. Và bệnh nhân được chụp mạch vành, kết quả cho thấy động mạch vành có hẹp lớn hơn 70% động mạch mũ. Câu hỏi thảo luận là nhận định kết quả xét nghiệm sinh hóa và nước tiểu của bệnh nhân. Về xét nghiệm sinh hóa của bệnh nhân, gluco của bệnh nhân 11 mmol trên lít, nhận định là tăng cao so với người bình thường và hơn ngưỡng hấp thu ở thận, tái hấp thu ở thận là 9,7. HbA1c của bệnh nhân là 8,2%, ở người bình thường nhỏ hơn 5,7% nên nhận định tăng. Triglyceride của bệnh nhân là 10,6 mmol trên lít, ở người bình thường nhỏ hơn 1,7 mmol trên lít, nhận định là tăng khá là cao. Cholesterol của bệnh nhân là 6,8 mmol trên lít, ở người bình thường nhỏ hơn 5,2 mmol trên lít, nhận định là tăng. HDLC của bệnh nhân là 0,9 mmol trên lít, của người bình thường dưới 1 mmol trên lít, nhận định là bình thường. LDLC của bệnh nhân là 4,3 mmol trên lít, ở người bình thường nhỏ hơn 3,4 mmol trên lít, của bệnh nhân nhận định là tăng. Đối với kết quả xét nghiệm nước tiểu thì các chỉ số pH bạch cầu và hồng cầu, nitrit được cho kết quả bình thường. Protein có vết nên trong nước tiểu có xuất hiện protein. Glucose 2 cộng trong nước tiểu có xuất hiện glucose. Xét nghiệm cetoxy bình thường, bilirubin và urobilirubin cho chỉ số bình thường ạ. Đây là bài trình bày của nhóm 1 ạ. Cảm ơn cô và các bạn đã chú ý lắng nghe. Rồi, thế thì ở đây là cái câu số 1 là các em vừa nhận định kết quả xét nghiệm máu và nước tiểu đúng không ạ? Thế thì xin mời nhóm tiếp theo là nhóm số 2 thì chúng ta sẽ có câu là giải thích. Thế nên là tí nữa cô sẽ gộp hai phần này lại với nhau. Chúng ta có giải thích kết quả xét nghiệm nước tiểu và kết quả xét nghiệm máu ạ. Chào mừng cô và các bạn đến với bài thảo luận của nhóm 2 ạ. Câu hỏi thảo luận của nhóm em là giải thích kết quả xét nghiệm sinh hóa và nước tiểu của bệnh nhân. Đây là kết quả xét nghiệm sinh hóa cho thấy glucose HbA1c, triglyceride, cholesterol toàn phần và LDL cholesterol tăng. Đây là kết quả xét nghiệm nước tiểu. Glucose tăng là do ở bệnh nhân đái tháo đường type 2, tuyến tụy bài tiết đủ insulin nhưng các tế bào trong cơ thể kháng lại tác dụng của insulin hoặc do lượng glucose đưa vào cơ thể quá nhiều. Insulin do tụy tiết ra không đủ để đáp ứng việc vận chuyển chúng vào trong tế bào, nên lượng glucose trong máu tăng cao. HbA1c tăng do glucose trong máu có thể gắn kết với hemoglobin, phần mang oxy của hồng cầu để tạo nên một phức hợp gọi là HbA1c, hemoglobin glycosylate. Một khi glucose gắn kết với hemoglobin, nó sẽ ở đó và tồn tại đến hết đời sống của hồng cầu kéo dài khoảng 3 tháng. Nên nồng độ của glucose trong máu tăng cao và lượng glucose gắn vào hemoglobin của hồng cầu càng nhiều nên nồng độ HbA1c tăng.
triglyceride, cholesterol toàn phần, LDL cholesterol tăng và HDL cholesterol giảm. Do gần đây bệnh nhân có biểu hiện đau tức ngực trái nên có nguy cơ xơ vữa động mạch do rối loạn lipid trong máu, dẫn đến triglyceride tăng, cholesterol toàn phần tăng, LDL cholesterol tăng là do hoạt tính enzyme lipoprotein phe giảm, HDL cholesterol giảm là do rối loạn lipid máu. Protein có vết glucose 2 cộng ở người bị tiểu đường do đường máu tăng cao kéo dài làm cho mao mạch ở cầu thận bị tổn thương. Đồng thời, lượng đường trong máu tăng cao vượt qua ngưỡng đường thận khiến cho thận phải làm việc quá mức. Sau một thời gian, các lỗ lọc cầu thận to hơn dẫn đến protein rò rỉ ra ngoài, gây xuất hiện protein trong nước tiểu, chức năng thận suy giảm dần. Trên đây là bài thuyết trình của nhóm em. Cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe. Rồi em để lại phần là cái phần phần em giải thích cho cô. Câu hỏi số 1 là nhận định kết quả xét nghiệm và giải thích, là câu số 2 là giải thích kết quả xét nghiệm đúng không ạ? Thì ở đây thì chúng ta sẽ có cái bộ xét nghiệm ở gọi là có mối liên quan giữa cái rối loạn chuyển hóa glucid với rối loạn chuyển hóa lipid. Thì trước tiên là chúng ta sẽ có cái xét nghiệm về gluco và HbA1c thì nó thể hiện ra rất là đặc trưng của cái rối loạn chuyển hóa glucid đúng không ạ? Và bệnh nhân này thì được chẩn đoán là đái tháo đường type 2. Thì sau đó thì chúng ta lại có một cái bộ xét nghiệm mà liên quan đến về lipid máu, xem có rối loạn lipid máu hay không. Thì đấy chính là triglyceride, cholesterol toàn phần, HDLC và LDLC. Thì thứ nhất là chúng ta có về rối loạn chuyển hóa glucid thì chúng ta có gluco tăng rất là cao. Với mức này thì như với cái bạn ở nhóm số 1 ấy, bạn cũng có trình bày, bạn cũng bảo là lớn hơn vượt quá cái ngưỡng đường thận là 9,7 mmol trên lít. Chính vì thế mà nó sẽ xuất hiện ra ngoài quá qua nước tiểu, và ở trong tổ phân tích nước tiểu thì chúng ta sẽ có cái gluco 2 cộng đúng không ạ? Còn HbA1c thì nó thể hiện ra cái gì? Nhóm số 2 HbA1c này để thể hiện cái gì? Lúc em trình bày là thể hiện cái gì? Thế theo em đánh giá với mức độ tăng là 8,2 ở đây thì là bệnh nhân như thế nào? Nhóm số 2 đâu nhỉ? Bạn nào vừa trình bày nhỉ? Dạ. Cô đang hỏi em đấy. Là HbA1c nếu mà 8,2 thì chứng tỏ điều gì ạ? Khi em nhìn thấy một cái xét nghiệm này tăng cao ấy. Em nghe rõ không? Glucose là glucose tăng nhiều ạ. Thì làm sao ạ? Tăng nhiều thì làm sao? Bây giờ chúng ta cứ bảo là tăng mới giảm, mới bình thường đúng không ạ? Thế bây giờ cái xét nghiệm HbA1c dùng để làm gì? Các em chỉ định một cái xét nghiệm HbA1c mà bây giờ thấy nó 8,2 thì các em bảo gì với bệnh nhân, chỉ bảo bệnh nhân là tăng thôi à? Nào nhóm em còn ai nữa nhỉ? Em xem nhóm em còn có nữa. Lê Thị Bích Dương. Dạ, em thưa cô là trong em nghĩ là trong huyết tương thì một phần nhỏ của HPA sẽ bị glucose bị glycogen hóa thành HbA1c ạ, nên là việc glucose trong máu tăng cao sẽ dẫn đến là bị hiện tượng glycogen hóa này xảy ra nhiều hơn và làm cho HbA1c tăng trong máu ạ. Rồi, đúng rồi, nhưng mà ở đây đang muốn nói là nếu với một cái bộ xét nghiệm mà tăng như thế này này
Và đặc biệt là đối với HbA1c ấy, thì các em chỉ định cái xét nghiệm HbA1c để làm gì? Để biết được nồng độ gluco máu tăng à? Mà gluco máu tăng thì các em thể hiện bằng cái xét nghiệm gluco này rồi làm gì? Cái xét nghiệm HbA1c này dùng để làm gì? Cô là xét nghiệm HbA1c thì để đánh giá nồng độ gluco trước đó 2 đến 3 tháng ạ. Và đánh giá tác dụng điều trị trong vòng 1-2 tháng gần đây ạ. Vâng, đấy thì nó có sẽ có giá trị là theo dõi điều trị bệnh đái tháo đường đúng không ạ? Thế người này thì có điều trị tốt không ạ? Người này có điều trị tốt không? Bạn nữ Lê Thị Bích Dương đâu rồi? Lê Thị Bích Dương. Thưa cô là em nghĩ là người này không điều trị tốt. Vâng, các em khẳng định luôn chứ làm sao mà phải nghĩ gì nữa đúng không ạ? Nó thể hiện ra bằng cái kết quả xét nghiệm. Thì những cái xét nghiệm này thực ra là đã nói rất là kỹ trong phần chuyển hóa glucid và các ca lâm sàng liên quan đến rối loạn chuyển hóa glucid rồi. Thì các em biết là xét nghiệm gluco máu ấy, thì nó chỉ phản ánh ở tại một cái thời điểm khi mà đến viện định lượng cái nồng độ gluco máu thôi. Còn cái HbA1c, xét nghiệm HbA1c thì nó sẽ phản ánh được cái khoảng thời gian mà chúng ta thấy là khoảng thời gian ở đây là từ khoảng 2 đến 3 tháng. Thì trong khoảng 2 đến 3 tháng này thì 2 đến 3 tháng là cái khoảng thời gian khá là dài đấy ạ. Mà đường máu cái người này không kiểm soát tốt, thế nên là cái xét nghiệm HbA1c nó mới tăng lên. Chứ còn nếu mà kiểm soát tốt ấy, thì bao giờ xét nghiệm HbA1c nó cũng sẽ dưới là 6, 6,5% đúng không ạ? Nhưng vì là gì ạ? Kiểm soát không tốt, kiểm soát không tốt có thể là nó tăng cao kéo dài thường xuyên hoặc là lúc tăng lúc giảm đúng không ạ, nhưng mà phần tăng thì nó sẽ nhiều hơn là cái phần phần giảm, thế nên ở đây chúng ta thấy cái xét nghiệm HbA1c nó tăng rất là cao, nó tăng đến 8,2 8,2% thì mình sẽ phản ánh được cái khoảng thời gian từ 2 đến 3 tháng người ta có điều trị tốt hay không. Và với chính vì là gì ạ, ví dụ như gluco nó chỉ phản ánh vào tại một cái thời điểm thôi, nhưng mà cái này HbA1c thì đạt khoảng khoảng thời gian, thì cô mới nói là nếu trong trường hợp gluco ở đây nó rơi vào khoảng là ví dụ như tháng này nhé là 11 mmol trên lít, nhưng đến tháng sau người ta lại xuống là còn 7 mmol trên lít, thì nhưng mà nó chỉ phản ánh vào cái thời điểm ngày hôm đó người ta đến viện người ta khám thôi. Thế bây giờ chúng ta sẽ làm bằng cái xét nghiệm HbA1c vẫn thấy là gì ạ? Tháng này là 8,2, tháng sau cũng gì ạ? 8,2 hay là 3 tháng sau nữa vẫn là 8,2. Thì chúng ta thấy là cái người này kiểm soát đường huyết làm sao? Không tốt thì chúng ta phải có cái biện pháp, chúng ta phải 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 có ví dụ như là phải tư vấn cho bệnh nhân hay là đưa ra các chế độ điều trị nào đó phù hợp với bệnh nhân để làm sao cho xét nghiệm cho cái lượng đường ở trong máu nó giảm xuống. Còn nếu mà không kiểm soát đường huyết tốt ấy, thì cái nguy cơ biến chứng rất là nhiều đúng không ạ? Thế thì ở đây chúng ta ngoài cái việc ví dụ người ta đến viện người ta nói với các em là à tháng này tôi đường máu của tôi xuống có 7 mmol trên lít, thế thì tôi chịu khó luyện tập rồi ăn uống chế độ ăn uống uống thuốc đầy đủ, nhưng thực tế ra là có phải như vậy đâu ạ. Và cái xét nghiệm HbA1c này thì nó sẽ thể hiện ra chính xác hơn so với gì ạ, với gluco được chưa. Và đi kèm với cái rối loạn chuyển hóa glucid ấy, thì chúng ta sẽ có rối loạn chuyển hóa lipid bao gồm có 4 xét nghiệm, trong đó thì hai cái xét nghiệm đầu tiên là liên quan về lipid theo đúng định nghĩa của nó là ester của axit béo với ancol, thì triglyceride nó sẽ là axit béo với glycerol kết hợp lại với nhau đúng không ạ. Còn cholesterol ở đây toàn phần ở đây ý, thì các em sẽ thấy là các em chuyển sang phần xét nghiệm giúp cô này. Cái cholesterol toàn phần ở đây thì nó sẽ bao gồm có những loại cholesterol nào? Em. Nó bao gồm cholesterol tự do và cholesterol ST ạ. Vâng, nó sẽ bao gồm cholesterol tự do và ST. Thì loại ST nó sẽ nhiều hơn loại loại tự do đúng không ạ? Và trong cơ thể của chúng ta thì phần lớn là cholesterol tự do thì sau khi tham gia những cái chức năng của nó thì nó sẽ được chuyển thành cholesterol ST dưới sự xúc tác của enzyme LCAT là lecithin cholesterol acyl transferase. Thế nên ở đây là thế thì cholesterol ST với cholesterol tự do thì cái nào nó sẽ là lipid ạ? Cái nào nó Cô lấy sẽ từ là FP ạ. vâng cholesterol ST được chưa ạ?
chúng ta nhớ nè. Thế còn cholesterol tự do nó sẽ là cái gì nè? Dạ là ancol ạ. Vâng, nó sẽ là ancol vòng. Nhưng mà cái ancol vòng này thì thực ra là nó có vai trò rất là quan trọng đối với cơ thể của chúng ta. Nên là trong cái phần cholesterol tự do, toàn phần này này, chúng ta phải định lượng cả hai cái loại đó. Mà thực ra là cái loại cholesterol tự do nó cũng sẽ có nằm trong công thức cấu tạo của các lipoprotein vận chuyển bên trong cơ thể, vận chuyển lipid máu trong cơ thể của chúng ta, đúng không ạ? Và HDL, HDLC và LDLC thì đây là hai lipoprotein, đây là hai cái lip, tức là lipoprotein là cái dạng vận chuyển lipid ở trong máu. Thì các em biết rồi, do cái tính chất của lipid thì nó không tan ở trong nước, thế nên là khi mà di chuyển ở trong máu từ cơ quan này đến cơ quan khác ấy, thì nó sẽ ở nằm ở dưới dạng của lipoprotein. Và hai cái lipoprotein này thì nó là hai lipoprotein rất là quan trọng đối với cơ thể. Một cái thì vận chuyển cholesterol đến các mô ngoại vi cho các mô ngoại vi sử dụng, còn một cái thì chúng ta thấy là diện vận chuyển thu hút những cái cholesterol tự do từ những cái mô ngoại vi còn dư thừa ra, và từ những cái thành phần chilo, từ những thành phần lipoprotein khác, rồi kể cả từ những cái mảng bám xơ vữa mà đã được hình thành, thì thành phần HDL này nó sẽ thu hút bớt những cholesterol tự do ở trong cái khu vực đó và chuyển đến gan. Sau đó thì tất nhiên nó phải có quá trình biến đổi thành cholesterol este nữa, sau đấy thì nó chuyển đến gan và nó sẽ được thoái hóa ở ở trong gan, được chưa? Thế nên là chúng ta làm hai lipoprotein này thì rất là quan trọng đối với cơ thể, và đây là một bộ xét nghiệm cơ bản. Còn nếu trong trường hợp ấy mà các em đến viện ấy, thì khi mà mình chỉ định xét nghiệm với lipid máu, nếu mà chỉ được chỉ định hai xét nghiệm thôi thì không ai lại đi chỉ định hai cái xét nghiệm lipoprotein riêng rẽ cả. Bao giờ hai xét nghiệm lipoprotein này nó cũng phải đi kèm với hai cái xét nghiệm đầu tiên là triglyceride và cholesterol toàn phần. Còn nếu trong trường hợp mà ngày hôm nay theo quy định bảo hiểm là anh chỉ được làm hai cái xét nghiệm lipid máu thôi, thì anh sẽ chúng ta sẽ làm gì ạ? Làm cái xét nghiệm là triglyceride và cholesterol toàn phần. Đấy chứ ạ? Chứ không ai lại tự nhiên đi làm mỗi cái HDLC và LDLC, tại vì nếu mà các em định lượng HDLC và LDLC ấy, thì nó chỉ thể hiện ra được cái dạng vận chuyển này nó có nhiều hay là ít thôi. Còn cái mà cơ bản là những cái thành phần như là chất mỡ dự trữ hay là thành phần cholesterol nên nó có tăng hay không thì chúng ta lại không biết, đấy chứ ạ? Thế nên là nếu tốt nhất thì chúng ta vẫn là được gì ạ? Làm đầy đủ bốn cái xét nghiệm này. Nhưng nếu mà trường hợp là chúng ta không được làm chưa được làm thì chúng ta vẫn phải chỉ định hai cái xét nghiệm dạng đầu tiên nhá. Thì đấy là cái bộ xét nghiệm về đấy là cái xét nghiệm về lipid máu cũng như là glucid. Còn ở đây protein thì ở đây tổng phân tích nước tiểu ấy, thì các em quay lại phần tổng phân tích nước tiểu giúp cô. Tổng phân tích nước tiểu thì gluco có mức độ ở đây là 2+, thì vẫn nói lại là xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu 10 thông số ở đây nó chỉ có hỗ trợ cho cái xét nghiệm, hỗ trợ và theo dõi điều trị cho cái xét nghiệm ở trong máu thôi. Chứ còn tổng phân tích nước tiểu thì các em biết rồi, đây là một cái que test đúng không ạ, gồm có 10 thông số. Và cái que test này thì đã gọi là que test ấy, thì nó chỉ là có khả năng đấy chính là định tính thôi. Định tính thì các em biết rồi là chúng ta chỉ có xác định có hay không có cái chất chúng ta muốn tìm. Thế thì khi mà định tính thì chắc chắn là nó sẽ không thể chính xác bằng cái định lượng được. Thế nên là các cái xét nghiệm ở trong nước tiểu muốn là cái tiêu chuẩn chẩn đoán ấy, thì thông thường người ta sẽ sử dụng là định lượng, được chưa? Và định lượng thì thông thường người ta sẽ sử dụng nước tiểu 24 giờ. Còn cái xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu 10 thông số ấy, thì chúng ta biết rồi đúng không ạ? Đây là cái que test định tính và chúng ta có thể lấy nước tiểu ngẫu nhiên. Và hoặc là cái thời điểm làm máu, lấy xét nghiệm máu để làm xét nghiệm ấy, thì chúng ta sẽ làm cái xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu này cùng với xét nghiệm máu đó. Thì chính vì thế mà ở đây nó chỉ có hỗ trợ thôi. Hỗ trợ như thế nào thì cũng nói lại, ví dụ như hôm nay chúng ta thấy đường máu tăng rất cao, tăng trên 11 mmol trên lít thì thấy xuất hiện đường niệu là 2+. Nhưng nếu trong trường hợp ngày hôm nay chúng ta thấy đường máu tăng lên 11 nhưng mà lại thấy đường niệu lại là âm tính hay là ở dạng vết thôi, thì chúng ta cũng cần phải xem lại kết quả. Có bị nhầm lẫn giữa các bệnh nhân hay là có làm sai hay không, đấy chưa? Có những trường hợp thì cũng đã nhìn thấy ví dụ như là đường máu tăng lên tận 13 mmol trên lít nhưng mà gluco niệu thì lại âm tính, đến khi làm lại thì lại thấy là đường máu có không vượt quá ngưỡng đường cận được, nó chỉ tầm 8, tầm 7,5 hoặc là 8 mmol trên lít thôi. Vậy thì chúng ta có thể là thấy là có rất nhiều, tức là cái xét nghiệm mà trong nước tiểu này nó sẽ gì ạ,
nó sẽ có tương thích với xét nghiệm ở trong máu hay không, và nó sẽ hỗ trợ cho cái xét nghiệm ở trong máu giúp cho chẩn đoán, hỗ trợ thôi nhé, hỗ trợ chẩn đoán thôi, chứ nó không có giá trị về mặt chẩn đoán, các em rõ chưa? Chúng ta đừng có lúc nào bảo là đến khi người ta hỏi là thế thì giữa hai cái xét nghiệm nước tiểu và xét nghiệm ở trong máu thì xét nghiệm nào có giá trị hơn, thì đừng bao giờ mà chọn xét nghiệm ở trong nước tiểu, mà chúng ta nên chọn cái xét nghiệm ở trong trong máu, được chưa? Vì trong máu thì nó đưa người ta đã đưa ra thành cái tiêu chuẩn chẩn đoán rồi, thì không tội gì mà chúng ta lại không lựa chọn xét nghiệm ở trong máu, ví dụ như xét nghiệm đường máu chẳng hạn, và xét nghiệm HbA1c chúng ta học rồi, nó là tiêu chuẩn chẩn đoán. Thì rất nhiều bạn sau này không nghe ấy, không nghe giảng ấy. Các bạn cứ bảo cô là xét nghiệm ở trong nước tiểu, với các em nhìn thấy là khi mà làm một que test ấy, nó ra tận 10 cái thông số, nhiều quá, tốt quá đúng không ạ? Nhưng thực ra là không phải được. Thế thì ở đây nó hỗ trợ, và hỗ trợ chẩn đoán và gì ạ? Theo dõi về mặt điều trị, chứ nó không có giá trị về mặt chẩn đoán nhé. Được chưa? Thì đấy chính là giải thích câu số nhận định và giải thích câu số 1, số 2. Bây giờ xin mời nhóm số 3. Các em trong câu 2 câu này các em có hỏi gì không? Trong 2 câu này chúng ta hỏi gì không ạ? Không ạ. Vâng. Thế thì xin mời nhóm số 3. Em chào cô và tất cả các bạn. Sau đây em xin thay mặt nhóm 3 thuyết trình về câu thảo luận của nhóm ạ. Đây là thành viên. Rồi. Về câu hỏi thảo luận của nhóm em là giải thích cơ chế rối loạn lipid máu ở bệnh nhân đái tháo đường type 2. Tại sao bệnh nhân tăng chủ yếu triglyceride máu ạ? Đặc trưng rối loạn lipid máu ở bệnh nhân đái tháo đường type 2, giảm HDL, tăng triglyceride, tăng cholesterol. Về chỉ số glucose tiêu chuẩn là 3,9 đến 5,5 mmol trên lít, ở bệnh nhân là 11 mmol trên lít là nhận xét là tăng. Về HbA1c tiêu chuẩn lớn hoặc bằng 6,5%, bệnh nhân là 8,2%, nhận xét là tăng. Triglyceride tiêu chuẩn là lớn hơn bằng 1,7 mmol trên lít, bệnh nhân 10,6 mmol trên lít, nhận xét tăng cao. Cholesterol tiêu chuẩn là lớn hơn hoặc bằng 5,2 mmol trên lít, và bệnh nhân là 6,8 mmol trên lít, nhận xét tăng. HDLC tiêu chuẩn là 1 đến 1,3 mmol trên lít, ở bệnh nhân là 0,9 mmol trên lít, nhận xét giảm. LDLC tiêu chuẩn lớn hơn hoặc bằng 3,4 mmol trên lít, bệnh nhân 4,3 mmol trên lít, nhận xét tăng. Về cơ chế rối loạn lipid máu ở bệnh nhân đái tháo đường. Tình trạng kháng insulin, rối loạn bài tiết insulin có vai trò quan trọng trong cơ chế rối loạn chuyển hóa lipid máu ở bệnh nhân đái tháo đường. Bình thường tại mô mỡ, insulin có vai trò tổng hợp triglyceride, tăng vận chuyển glucose tới tế bào và ức chế phân hủy triglyceride trong tế bào bằng cách ức chế enzyme lipase nội bào. Ở bệnh nhân đái tháo đường type 2, do tình trạng đề kháng insulin làm tăng hoạt tính enzyme lipase nội bào, dẫn tới tăng phân hủy triglyceride trong tế bào mỡ thành glycerol và axit béo. Các axit béo sẽ đi đến gan nhiều hơn, làm tăng sản xuất những phân tử VLDL giàu triglyceride tại gan và tăng tiết VLDL vào tuần hoàn. Tại huyết tương, enzyme lipoprotein lipase phụ thuộc insulin có tác dụng thủy phân triglyceride trong VLDL bị giảm hoạt tính, dẫn tới tình trạng giảm vận chuyển VLDL giàu triglyceride ra khỏi huyết tương, do đó làm tăng nồng độ triglyceride trong máu. Tiếp theo là tại sao bệnh nhân tăng chủ yếu triglyceride máu. Triglyceride hay còn gọi là chất béo trung tính là một dạng chất béo mà cơ thể chúng ta vẫn tiêu thụ mỗi ngày. Triglyceride cũng là một trong những thành phần chủ yếu của mỡ động vật, thực vật. Sau khi cơ thể tiêu hóa, triglyceride sẽ được tiêu thụ dưới dạng năng lượng tế bào khi di chuyển trong mạch máu. Về nồng độ triglyceride máu và phân nhóm, dưới 1,7 là bình thường, từ 1,7 đến 2,24 là giới hạn bình thường cao, 2,25 đến 5,63 là cao, trên 5,65
trên lớn hơn hoặc bằng 5,64 là rất cao. Bệnh nhân đái tháo đường type 2 kháng insulin và rối loạn tiết insulin nên không ức chế được quá trình tổng hợp VLDL trong gan, VLDL tăng, tăng triglyceride trong máu. Khi đái tháo đường không được kiểm soát trong giới hạn có lợi, cả glucose đường huyết và insulin tăng vọt. Insulin giúp glucose chuyển hóa thành glycogen, dạng dự trữ của glucose và hỗ trợ lưu trữ glycogen trong gan. Khi gan bão hòa glycogen, glucose được dùng để thay thế tạo ra các axit béo giải phóng vào máu. Các axit béo này được sử dụng để sản sinh triglyceride trong các tế bào mỡ và cuối cùng làm tăng mỡ cơ thể. Bài thuyết trình của nhóm 3 đến đây là hết ạ. Rồi, cảm ơn cô và các bạn đã nghe. Rồi, em quay lại cái phần mà có cái hình cơ chế ạ. Cái hình này là insulin tác dụng vào cái khâu nào? Đâu? Mời nhóm ạ. Hình này thì insulin tác dụng vào những khâu nào? Đâu rồi? Bạn đâu danh sách nhóm được? Châu A Lầu. Ngoài ra của em đây ạ. Trước ta đây mời đội cảm cô là không biết được, tại vì đây là nhóm các em làm mà, thì chắc là các em cũng phải xem rồi chứ. Bạn có trả lời được không? Cô em chưa trả lời được ạ. Thế thì em làm trong phần nào? Em không làm bài. Thế em làm theo kiểu đối phó à? Thôi nó có đúng không? Hay là chỉ một mình với bạn trình bày thôi? Thế mới thấy là thực ra ấy, bạn nào học được ấy, thì bạn vẫn cố gắng là bạn học, còn bạn nào mà các em xác định là chúng ta học y ấy, thì mà không học ấy, thì chắc chắn là chỉ có vài mà không học mà cuối cùng cảnh báo học vụ mà phải về ấy, thì buồn lắm. Trước kia lớp cô chủ nhiệm có một bạn ấy, đến năm thứ 6 rồi mà vẫn phải về ấy, về hẳn luôn ấy. Với tình trạng mà cứ học cứ tưởng là đến năm thứ 6 rồi mà được mà vẫn có thể ở lại trường, nhưng ai ngờ đâu mà đến năm thứ 6 rồi là phải ra về đấy. Nên đừng nghĩ là học đến bây giờ mà xong đến năm thứ 6 rồi mà chủ quan, hay là đến bây giờ học giỏi quá rồi nên ra chủ quan, hỏi gì không biết. Thôi rồi, rồi các em dừng trình chiếu đi. Thế bây giờ các em học online này cứ kiểu gì ấy. Đúng là bạn nào học thì vẫn cứ học, và bạn nào mà không học thì vẫn cứ không học.
cảm thấy tiếc cho các em vì là một buổi học mất bao nhiêu thời gian, các thầy cô giáo cũng rất là mất thời gian dạy, mà trong khi chúng ta lại còn học y nữa. Học y nó không giống ngành khác đâu. Rồi, trong phần này đây là giải thích cơ chế rối loạn lipid máu bệnh nhân đái tháo đường tuyếp 2. Thì đái tháo đường tuyếp 2 có giống đái tháo đường tuyếp 1 không ạ? Okay. Không. Vâng, nó khác nhau ở cái gì? Cơ bản là khác nhau ở cái gì? Cái chính nhất nhỉ? Vận tốc insulin ạ. Ở tiếp 2 thì vẫn tạo ra insulin, còn ở tiếp 1 thì không tạo ra. Vâng, đấy chính là ở tiếp 2, à, tiếp 1 ý, là thiếu hụt hoàn toàn insulin đúng không ạ? Còn ở tiếp 2 là thì có sự đề kháng insulin. Thì trước kia ấy, thì chúng ta hay nói khi mà, tức là cái bệnh đái tháo đường mới xuất hiện ý, đặc biệt đái tháo đường tiếp 2 mà nó nhiều lên ý, thì người ta thường hay nói đến là do giảm insulin, nhưng mà khi mà giảm insulin thì nó thường rơi vào ở những cái giai đoạn sau, tức là cái bệnh đái tháo đường các em biết rồi, đây là một bệnh mạn tính. Thế ở những cái, tức là người ta mắc cái thời gian kéo dài ấy, thì lúc này cái tuyến tụy nó bị suy thì nó mới làm giảm sản xuất ra insulin. Còn một thời gian ban đầu ấy ạ, khi mà mới mắc bệnh đái tháo đường tuyếp 2 thì người ta thấy là cái tế bào của chúng ta nó sẽ có cái sự đề kháng với insulin. Thế thì cơ chế ở đây, khi mà cơ chế mà insulin ấy, thì chúng ta biết là nó cũng tác động lên cả chuyển hóa glucid, lipid và protein. Thì đối với chuyển hóa glucid thì các em biết là nó có vai trò là chuyển gluco vào bên trong tế bào, và sau đó gluco đi theo các con đường thoái hóa tiếp tục để sinh ra năng lượng. Và một cái nữa là nó tác động vào để tổng hợp được glycogen từ thành phần gluco. Đấy là trên cái chuyển hóa glucid, và cái vai trò chính của insulin đấy chính là hạ đường máu, đúng không ạ? Là hormone duy nhất ở trong cơ thể của chúng ta có vai trò là hạ đường máu. Còn cái nữa là trên chuyển hóa lipid thì các em thấy là khi mà đã có, nó đã có vai trò là chuyển gluco ở bên trong tế bào rồi để cung cấp về mặt năng lượng rồi, thì nó phải ngừng cung cấp năng lượng bởi các cái thành phần khác, tại vì nó sẽ không thể xảy ra đồng thời. Nếu mà xảy ra đồng thời ví dụ như cung cấp năng lượng từ thành phần, tức là tăng cường thoái hóa thành phần glycogen và tăng cường thoái hóa thành phần triglycerides, thì cơ thể chúng ta sẽ tiêu thụ rất là nhanh cái nguồn, cái chất dự trữ ở bên trong cơ thể. Và khi mà chúng ta không kịp cung cấp vào bên trong cơ thể những cái chất này thì chúng ta thấy là nó sẽ bị thiếu hụt, đúng không ạ? Rất là nguy hiểm cho cơ thể. Chính vì thế mà khi mà nó đã tăng cường thoái hóa thành phần, tức là tăng cường chuyển gluco vào bên trong tế bào để sinh năng lượng, thì nó sẽ ức chế cái quá trình thủy phân các cái chất mỡ dự trữ để sinh ra năng lượng. Và cái thứ nhất là chúng ta thấy ở đây là insulin nó sẽ ức chế cái enzyme lipa nhạy cảm với hormone để gì ạ? Để không thủy phân được cái thành phần mỡ dự trữ ở bên trong cơ thể, vì nó đã chuyển được gluco bên trong tế bào rồi. Còn nếu mà trong trường hợp mà insulin ở đây nó bị thiếu hụt, như trong trường hợp đái tháo đường tuyếp 1 và trong trường hợp thứ hai là đề kháng insulin, thì đường máu tăng rất cao nhưng mà bên trong tế bào thì lại đang bị thiếu năng lượng, nó bị đói. Chính vì thế mà insulin lúc mà nó đã bị đề kháng ấy, thì nó sẽ làm sao? Thì cái enzyme lipa nhạy cảm với hormone này nó bị thoát ức chế, và nó sẽ tăng cường thoái hóa thành phần làm sao? Lipid này. Thì chúng ta học theo cơ chế là khi mà đường máu không vào bên trong cơ thể thì cơ thể tăng cường thoái hóa thành phần lipid và tạo ra axit béo, đúng không? Rồi từ axit béo đi vào quá trình beta oxy hóa để cung cấp năng lượng cho cơ thể. Thì cái này các em cũng đã học rồi. Thế nên là nó sẽ phải có những cái vai trò, tức là khi thủy phân thành phần, khi sử dụng cái thành phần gluco rồi thì nó sẽ phải hạn chế sử dụng mỡ, nó phải hạn chế sử dụng protein. Còn nếu khi không có cái thành phần glucid cung cấp năng lượng thì nó sẽ tăng cường gì ạ? Sử dụng thành phần triglycerid. Và nếu trong trường hợp không có glucid, không có lipid nữa thì chúng ta thì sẽ tăng cường sử dụng thành phần protein. Nó phải có cái sự tuần tự như vậy. Thế thì ở đây nếu mà insulin mà bị đề kháng ấy, thì lúc này nó sẽ là cái hormone mà enzyme lipa mà nhạy cảm với hormone ấy, nó sẽ tăng cường, nó sẽ được thoát ức chế và nó sẽ thủy phân thành phần triglycerid để tạo ra những cái axit béo tự do. Và axit béo tự do thì nó sẽ cung cấp năng lượng cho cơ thể, đúng không ạ? Tham gia quá trình beta oxy hóa.
và một lượng axit béo này nó sẽ đến gan, sau đấy thì nó sẽ kết hợp, nó tổng hợp thành triglycerid ở trong cái gan này. Thì chúng ta thấy là nó cuối khi mà kết hợp triglycerid rồi phospholipid rồi cholesterol đúng không ạ, rồi các cái apoprotein, thì chúng ta thấy là nó sẽ tạo thành cái VLDL. Thì nhưng mà khi mà tạo thành VLDL rồi ấy, thì chúng ta lại thấy insulin nó bình thường chúng ta học nhé, thì có phải là muốn cho cái enzyme lipoprotein lipa ở trên bề mặt tế bào nội mạc mao mạch ở các cái mô cơ mô mỡ ấy, nó hoạt động thì chúng ta phải có cái apoC2 đúng không ạ, apoC2 là apoprotein ạ. Nhưng ngoài ra insulin nó còn tác động hay là nó còn hoạt hóa cái enzyme lipoprotein lipase, và khi mà có sự đề kháng insulin thì chúng ta hiểu cũng dạng kiểu như là bị thiếu hụt insulin ấy. Nhưng ở đây là các cái tế bào đề kháng thì lúc này cái thành phần enzyme lipoprotein lipase nó sẽ không có chịu sự tác động, không, tức là nó không được hoạt hóa bởi cái thành phần insulin được nữa, vì vậy mà nó bị thiếu hụt. Mình hiểu là nó không hoạt động ấy. Không hoạt động thì nó không thể thủy phân được thành phần triglycerid ở trong cái CM và trong cái gì ạ, VLDL, dẫn đến là triglycerid thực ra là cái CM và VLDL tăng, và thành ở trong cái CM và VLDL này thì chủ yếu là triglycerid. Vì vậy mà chúng ta khi mà chúng ta đo định lượng triglycerid thấy tăng rất là cao, và trong những trường hợp đái tháo đường tuyếp 1 cũng như là đái tháo đường tuyếp 2 chúng ta thấy là tăng chủ yếu là triglycerid, được chưa? Một cái nữa là insulin ý, nó có vai trò đấy chính là đây ở cái số 3 này chứ đi, thì nó sẽ vai trò ức chế là tổng hợp cái VLDL bình thường ấy ạ. Bình thường thì nó là ức chế tổng hợp VLDL tại vì lúc này nó đang tăng cái sử dụng cái gì ạ, tăng sử dụng cái thành phần đường rồi. Nhưng mà bây giờ nếu mà trong trường hợp đề kháng insulin hoặc là thiếu hụt insulin thì ở đây nó sẽ bị, nó không ức chế nữa đúng không ạ, mà nó lại tăng tổng hợp VLDL lên. Mà khi tăng tổng hợp VLDL ấy, thì triglycerid lại càng tăng, vì là enzyme L lipoprotein lipa nó bị làm sao, nó không hoạt động được, chính vì thế mà nó không thủy phân được thành phần triglycerid trong cái VLDL, dẫn đến là triglycerid nó lại càng tăng, được chưa? Và VLDL tạo ra nhiều thì chắc chắn là sẽ tạo ra nhiều LDL, mà chúng ta học rồi thì khi mà có LDL thì 80% ấy, nó sẽ được cái gan của chúng ta bắt lại bởi các cái receptor ở trên bề mặt tế bào gan. Nhưng mà insulin ý, bình thường thì nó sẽ hoạt động, hoạt hóa cái thành phần cái thụ thể ở trên thụ thể LDL ở trên bề mặt tế bào gan này. Nhưng ở đây thì vì là đề kháng insulin thế nên là làm sao, dẫn đến là thiếu hụt cái receptor để tiếp nhận LDL, cái 80% mà nó quay trở về gan ấy, để nó được thoái hóa ở gan đúng không ạ? Và 20% thì chúng ta thấy là nó sẽ được nó LDLC, nó sẽ có vai trò là vận chuyển cholesterol đến các mô ngoại vi, cho các mô ngoại vi sử dụng. Vì thế khi mà cái hệ thống receptor này nó có vấn đề này, do cái insulin nó không kích hoạt nó nữa, thì ở đây chúng ta thấy là cái 80% nó quay trở về gan nó sẽ bị giảm, dẫn đến là cái lượng mà vận chuyển đến các cân mô ngoại vi nó sẽ làm sao, tăng lên. Mà khi mà LDL tăng ở trong huyết tương và nó lại có thời gian tức là cái lượng nó tại nhiều trong huyết tương là cái thứ nhất, thứ hai là thời gian phản hủy của LDL này nó kéo dài, và khi nó tồn tại lâu ở trong huyết tương thì chúng ta thấy là nó sẽ bị oxy hóa, rồi bị acetin hóa, rồi bị glycogen hóa, đặc biệt là bị oxy hóa, và chính vì thế mà nó sẽ là cái nguồn cơn, cái nguyên nhân dẫn đến là xơ vữa động mạch, được chưa? Còn cơ chế xơ vữa động mạch như thế nào thì tí nữa chúng ta sẽ nói. Cái nữa là insulin ạ, nó tác động vào, nó hoạt hóa cái enzyme LCAT, là enzyme nó sẽ biến đổi cái cholesterol tự do thành cholesterol este. Và bình thường các em học ấy, là chúng ta thấy là cái HDL ấy, thì nó có, ban đầu thì nó sẽ được tạo ra ở gan và chủ yếu nhất đúng không ạ? Còn khoảng 90%, còn 10% ấy, thì nó sẽ được tạo ra ở tế bào niêm mạc ruột non. Thì cái HDL mà sơ khai sau khi mà được tạo ra ở gan đưa vào trong huyết tương nhá, thì đấy là HDL sơ khai, thì cái lượng này nó rất là ít cholesterol, cái HDL3, cái HDL nó rất ít cholesterol. Thế thì các em học rồi thì các cái thành phần CM dư và VLDL dư nó sẽ chuyển những cái thành phần mà còn dư của nó là các phospholipid rồi cholesterol rồi các ApoE, ApoC ấy, cho cái thành phần
HDL sơ khai này. Thì lúc này thì cái cholesterol ở trong cái CM và VLDL chủ yếu là cholesterol tự do, rồi đồng thời cái HDL sơ khai này nó sẽ thu hút trong cái HDL sơ khai này nó có APOA1 ấy, nó sẽ thu hút những cái thành phần cholesterol tự do mà còn dư thừa các cái mô ngoại vi mà sử dụng không hết ấy. Và cái nữa là nếu mà trong trường hợp mà đã có những cái mảng cơ thể chúng ta đã có những mảng xơ vữa ấy, thì nó cũng sẽ thu hút những cái cholesterol tại vị trí mảng xơ vữa đó về. Và cholesterol tự, đó thì là cholesterol tự do. Và lúc này thì dưới sự xúc tác của enzyme LCAT thì cholesterol tự do sẽ biến thành cholesterol ST. Và ban đầu thì cái HDL mà được sinh ra ở gan ấy, nó sẽ có hình đĩa. Thì các em biết rồi, biến đổi từ cholesterol tự do thành ST thì cái cholesterol ST là lipid. Lipid thì không tan trong nước thì nó phải đi vào trung tâm của cái quả cầu, đúng không ạ? Quả cầu lipoprotein. Lúc này thì khi mà đi vào trung tâm quả cầu lipoprotein thì tại vì không ưa nước mà thì nó vùi sâu vào bên trong. Còn những cái chất ưa nước là apoprotein thì nó bao bọc bên ngoài. Thì nó đang ở hình đĩa, HDL đang ở hình đĩa thì nó biến thành hình, nó chuyển thành hình cầu và tạo thành HDL3 này. Đấy chưa? Và khi HDL3 mà giàu cholesterol ST ấy, thì dưới sự xúc tác của enzyme CETP này là enzyme vận chuyển cholesterol ST, ký hiệu là đây, CE là cholesterol ST, thì chúng ta thấy là nó sẽ chuyển bớt cái cholesterol ST này sang hai cái thành phần CM và VLDL dư. Trong cái quá trình đó thì nó lại bị mất cái cholesterol ST đó, thì chúng ta thấy là nó lại phải làm sao? Nó lại phải chuyển bớt cái triglyceride của cái CM và VLDL sang cái diện HDL. Lúc này chúng ta thấy là cái HDL3 nó sẽ biến thành cái HDL2. Nó HDL3 thì nó là cái kích thước nó nhỏ, nhưng sang cái HDL2 thì đây là kích thước nó lớn. Và HDL2 này thì rất là giàu triglyceride ạ. Tại vì là cái cholesterol ST nó đã chuyển bớt sang những cái gì? VLDL và CM dư rồi. Để làm cái gì? Để sau đấy cái VLDL dư và cái CM dư này nó sẽ được gan bắt lại. Cái gan của chúng ta bắt lại và những cái thành phần nó sẽ được thoái hóa. Phần lớn là cholesterol, đúng không ạ? Nó sẽ được thoái hóa trong cái gan này, biến đổi nó thành axit mật, muối mật ấy, rồi được đào thải ra ngoài qua đường ruột. Thì cái HDL2 thì nó rất là giàu triglyceride. Thế thì khi mà có nó thì insulin ở đây nó lại hoạt hóa cái enzyme hepatic lipa, là enzyme lipa của gan, để nó gì ạ? Nó thủy phân hết thành phần triglyceride ở trong cái HDL2. Còn nếu trong trường hợp insulin mà nó bị đề kháng ấy, hoặc nó giảm ấy, thì các em sẽ thấy là nó không hoạt hóa được cái enzyme hepatic lipa. Thì ở đây chúng ta thấy là cái HDL2 nó vẫn cứ gì ạ? Giàu cái thành phần triglyceride. Thì khi mà nó cứ giàu thành phần triglyceride này thì nó lại có một cái nữa là nó tạo ra cái liên kết lỏng lẻo với cái APOA1. Được chưa? Nó phải mất đi cái triglyceride, mất bớt đi. Thì nó có một cái liên kết rất là bền vững với APOA1. Mà APOA1 thì nó lại bắt đầu chúng ta thấy là nó lại thu hút cái cholesterol ở các cái thành phần khác đưa tới và biến đổi nó thành HDL3. Và HDL3 lại bắt đầu biến đổi cái cholesterol tự do thành cholesterol ST. Nhưng ở đây vì là nó không bắt được cái tức là nó bị ức chế đi, cái enzyme lipa của gan nó bị ức chế thì dẫn đến HDL2 nó bị giữ lại. Và triglyceride tức là rất là giàu triglyceride và nó tạo ra liên kết lỏng lẻo với APOA1. Mà khi có HDL2 thì chúng ta thấy là như thế này, đúng không ạ? Nó sẽ được phân hủy ở cái ống lợn gần ở thận nhé. Được chưa ạ? Chính vì thế mà lý do tại sao khi mà trong bệnh đái tháo đường thì thứ nhất là chúng ta thấy là tăng chủ yếu triglyceride, thứ hai nữa là tăng cholesterol ạ. Cholesterol nhưng mà không phải là chủ yếu, mà chủ yếu nhất vẫn là gì ạ? Tăng cái CM, tăng cái VLDL. Và một cái nữa là gì ạ? Đường máu tăng cao thì nó chúng ta thấy là tăng cân tạo thành axit béo. Và axit béo thì lại gì? Lại tổng hợp thành triglyceride. Nên là trong trường hợp trong bệnh đái tháo đường nói chung thì chúng ta thấy là tăng chủ yếu là triglyceride, có tăng LDLC và giảm gì ạ? Giảm HDL. Được chưa? Các em rõ về cái phần cơ chế này chưa? Các em rõ chưa? Rồi. Vâng. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang câu tiếp theo. Giải thích cơ chế sơ vữa động mạch ở bệnh nhân này.
Câu tiếp theo rồi. Rồi, lời nhóm. Cô đợi em chuẩn bị một tí ạ. Vâng. Cô ơi, cho dần bị em muốn hỏi câu này. Hả? Bệnh nhân đấy là tiếp 2 thì đầu tiên thì là nó có biểu hiện là kháng insulin, thì cái insulin trong không vào trong máu không vào tế bào được, nên là tế bào kích thích kiểu tuyến tụy tế bào beta ở đảo tụy ấy, thì nó cường vĩ đại lên để nó tăng sử dụng insulin ấy. Thì trong máu lúc đấy insulin thì cao thì có dẫn đến là tăng tạo cái tăng bài tiết cái VLDL là ở gan không ạ? Đấy ở bệnh nhân đấy không tiếp hai. Thông thường ý, người ta nói đấy, hôm trước cũng có bạn hỏi thế, thì tức là em hỏi em à? Vâng. Hôm trước em hỏi à? Vâng, ngay hôm trước cô cũng dạy lớp 9 à? Vâng. Cô dạy lớp 9 đâu nhỉ? Ừ, thì không, có hôm mình như có một bạn cô có dạy lớp em tuần trước. À ừ, hôm qua nhỉ? Hôm qua. Ừ đúng rồi, ừ đúng rồi. Thế đúng là em hỏi. Rồi, ở đây là đề kháng ấy. Thì em hiểu là các cái tế bào nó sẽ không tiếp nhận được insulin, nhưng tất nhiên là không phải là tất cả tế bào nó không tiếp nhận được. Tại vì là em thấy là nếu mà bây giờ mà toàn bộ tế bào trong cơ thể chúng ta nó không tiếp nhận được, đặc biệt là các tế bào cơ rồi gan ấy, mà nó không tiếp nhận được cái insulin này thì chết dở đúng không ạ? Đường máu lúc nào cũng tăng lên thì rất là nguy hiểm. Nhưng ở đây là khi nói về đề kháng insulin ý, thì mình cũng phải hiểu nó nôm na như kiểu là chỉ có một số tế bào nhất định thôi. Thế nên là nó vẫn có những phần mà nó tế bào nó vẫn tiếp nhận được, vì là một phần cơ của chúng ta có rất nhiều tế bào chứ không phải là chỉ có một tế bào đúng không ạ? Thế thì chính vì thế mà các cái ví dụ như là ở trên bề mặt của tế bào, thì trên các cái gọi là ví dụ như enzyme lipoprotein lipa ấy, nó có ở trên gọi là ở trên tế bào nội mạc mao mạch ở các cái phần này, thì vì là các cái tế bào nó kháng nó cái insulin, tức là cái receptor nó không tác động vào nhận được ấy ạ, thì nó cũng sẽ không thể hoạt hóa được, giống như kiểu insulin nó có rồi nhưng mà nó không giống như đái tháo đường tuyếp 1 là nó bị thiếu hụt, nhưng ở đây là insulin nó vẫn có, những cái tế bào vì nó đề kháng ấy ạ, nó không tiếp nhận được cái đấy thì nó sẽ không đến cái tế bào đó được, và nó không thể hoạt hóa được các cái enzyme đó. Thế nên là ở đây là nó không hoạt hóa được enzyme lipoprotein lipa. Thứ hai nữa là ví dụ như là ở gan ấy, thì cái vai trò của nó là bình thường nó là ức chế đúng không? Nó vẫn có nhé. Nhưng mà ở đây là chúng ta thấy là nó tác động vào là để nó ức chế. Nhưng bây giờ chúng ta không, tức là nó đề kháng, tức là nó không, cái tế bào nó không có cái gì nó ức chế. Tức giống như kiểu nó không đến được ấy ạ. Không đến được cái tế bào đấy thì ở đây là nó sẽ tăng tổng hợp, nó thoát ức chế thì nó sẽ tăng tổng hợp cái VLDL, được chưa? Nên là chỗ này em có rõ không ạ? Em rõ rồi, bởi vì cái vừa cô giải thích là nó giảm insulin thì nó dẫn đến là giảm cái insulin là do nó thiếu hụt hoàn toàn ấy. Đúng không? Trong cái bệnh đái tháo đường tuyếp 1 là nó không có để mà sản xuất ra cơ. Còn ở đây là nó sản xuất ra nhưng cái tế bào nó lại không có sử dụng ấy. Ừ, kiểu như thế. Thì chính vì thế mà trong trường hợp đái tháo đường tuyếp 2 thì người ta định lượng insulin là thấy bình thường hoặc là tăng hơn so với bình thường ấy ạ. Đấy là giai đoạn đầu. Ừ, giai đoạn sau thì giai đoạn sau các em hiểu là bây giờ mà đường máu cứ tăng thường xuyên nhé, bình thường cơ thể chúng ta chỉ tiếp nhận để chuyển khoảng 100 gram đường chẳng hạn, nhưng bây giờ đường máu nó không phải là 100 gram mà nó lên thành 1000 gram cơ. Thì cái thận, cái tuyến tụy nó phải làm việc nhiều hơn đúng không? Cái thận nó cũng phải làm việc nhiều hơn, cái gan phải làm việc nhiều hơn. Nhưng mà cái cơ bản là cái tuyến tụy nó nhận thấy là đường máu lúc nào nó cũng tăng như thế thì nó phải sản xuất ra insulin chứ. Nhưng mà nó làm việc nhiều quá và làm việc quá mức so với quy định của cơ thể. Cơ thể của chúng ta nó phải có những quy định chứ. Làm sao mà nó cho phép mà anh làm việc mãi được. Thế thì nó cứ tăng sản xuất ra insulin như vậy và nó hoạt động quá nhiều thì dẫn đến là những cái giai đoạn mà cái bệnh đái tháo đường lại là bệnh mãn tính. Bệnh có thời gian, tức là khi mà đã chẩn đoán bệnh thì nói chung là nó sẽ theo cả đời đúng không ạ? Thế thì ở đây chúng ta thấy là nó làm việc quá nhiều như thế thì dẫn đến các cái tuyến tụy không sản xuất ra được insulin ở những cái giai đoạn nặng
giai đoạn sau đấy, có những người là phải sử dụng gì ạ? Bắt đầu là phải tiêm insulin rồi. Còn bình thường thì họ sẽ sử dụng những cái thuốc mà thuốc tác động vào các receptor ấy, giống như là metformin ạ. Để gì ạ? Để tăng chuyển hóa đường vào bên trong cơ thể. Để giúp cho cái insulin này nó tác động được vào các receptor. Nói chung về cơ chế của thuốc các em sẽ học ở trong dược lý nhá. Đấy. Thì đấy là lý do vì sao mà đề kháng. Nhưng mà cái đề kháng này ấy, em mà đọc kỹ nó còn liên quan đến các gen, nói chung là liên quan đến các thụ thể, rồi bao nhiêu cái gen thụ thể nó nhiều lắm. Nó không phải là chỉ đơn giản như mỗi cô nói, đấy là cô nói chung chung thôi. Vâng ạ. Em đọc nó kiểu nó có nhiều dữ liệu quá ấy, mình không. Ừ. Mà về các cái gen rồi sinh học phân tử nó còn khó nữa. Bản thân cô thì mà tìm hiểu cô cũng không nhớ được hết các cái gen đấy đâu. Vâng. Em hiểu rồi. Cô nếu mà nhận insulin thì là insulin sẽ tăng hay giảm ạ? Vì em thấy ban đầu thì nó tăng nhưng mà sau cuối cùng nó có thể giữ về bình thường hoặc là giảm ạ? Không, sau đấy thì insulin nó giảm trên những cái người bị bệnh đái tháo đường lâu năm cộng với kết hợp với họ không kiểm soát đường huyết thì nó sẽ giảm chứ. Đường máu mà tăng thường xuyên, em nghĩ xem, giống như cái người mà cứ 3 tháng một mà HbA1c lúc nào cũng 8 cũng 10 thì chứng tỏ trong 3 tháng đấy đường máu tăng thường xuyên thì cái thận cái tụy nó phải làm việc nhiều ấy ạ. Rồi cái thận nó phải lọc nhiều hơn thì các em thấy là cái biến chứng về thận nó cũng sẽ nhanh hơn những cái người mà người ta kiểm soát đường huyết tốt. Và tức là nếu kiểm soát đường huyết tốt thì chắc chắn là cái tuyến tụy nó sẽ duy trì tốt. Còn nếu mà kiểm soát đường huyết làm sao không tốt thì cái tuyến tụy nó phải làm việc nhiều hơn này, rồi bệnh nhân sẽ kéo theo biến chứng nhanh hơn so với những người mà kiểm soát đường huyết tốt. Đúng không? Giống như kiểu các em cứ bắt một cái cơ quan nó phải làm việc nhiều lên, mà bình thường ở trong cơ thể của chúng ta ấy là nó cũng chỉ có quy định nhất, tức là một cái mức nhất định để nó chuyển hóa thôi. Cũng giống như các em thấy là uống rượu ấy, bệnh nhân mà uống rượu nhiều ấy ạ, thì nó ví dụ như là uống rượu và chỉ tầm bình thường như là mỗi người chỉ uống được khoảng 75ml rượu một lần thôi mà thì gan nó chuyển hóa được. Nhưng bây giờ cái lượng rượu nó vượt quá 75ml mà ngày nào cũng uống vượt quá và còn nhiều hơn đúng không, thì nó sẽ dẫn đến là cái gan nó bị tổn thương là như thế. Nó chỉ có quy định nhất định, quy định nào đó thôi, đừng có mong nó làm được nhiều hơn. Giống như con người chúng ta thôi ạ. Các em mà học nhiều quá thì các em cũng đâu có nhập thêm được kiến thức vào đâu. Nhá, yeah, thế được chưa ạ? Rồi, thế mời nhóm tiếp theo ạ. Cô đã nhìn thấy bản thuyết trình của nhóm em chưa ạ? Rồi, cô nhìn thấy rồi. Thưa cô và các bạn, sau đây là bài trình bày của nhóm 4. Đây là thành viên của nhóm em ạ. Câu hỏi nhóm em được đặt ra là hãy giải thích cơ chế xơ vữa mạch máu ở bệnh nhân này. Về câu trả lời của nhóm, cơ chế gây xơ vữa động mạch ở người đái tháo đường type 2. Trước hết là về thành động mạch thì sẽ có nhiều lớp. Lớp chun động mạch có tính đàn hồi để điều hòa áp lực và lưu lượng máu. Lớp cơ giúp động mạch thu hẹp đường kính khi cần nâng huyết áp. Lớp vỏ xơ tăng sức bền thành mạch và lớp nội mạc trơn nhẵn có vai trò bảo vệ và chống đông máu tự phát. Về xơ vữa động mạch là sự tích đọng cholesterol dưới lớp áo trong của lớp mạch làm thành mạch dày lên, thu hẹp lòng mạch. Tiếp đó, sự lắng đọng canxi đưa đến thải hóa, loét sùi do thiếu nuôi dưỡng, vữa và làm mô xơ phát triển tại chỗ. Sự loét sùi khiến cho nội mạc của lòng mạch mất trơn nhẵn, tạo điều kiện cho tiểu cầu bám vào và khởi động quá trình đông máu gây tắc mạch. Xơ vữa là bệnh của các mạch máu tương đối lớn, khác với tăng huyết áp là bệnh của hệ thống động mạch vật. Hai bệnh này có thể tạo thuận lợi cho nhau phát triển. Về xơ vữa động mạch ở bệnh nhân trên gây ra do các cơ chế tăng đường huyết sẽ tạo điều kiện cho hiện tượng viêm mạch máu xảy ra. Đường huyết tăng cao nếu không được kiểm soát tốt sẽ làm tổn thương và viêm thành mạch, tạo tiền đề cho sự hình thành mảng xơ vữa và xơ cứng thành mạch. Xuất hiện quá nhiều cholesterol trong máu gây tăng sự lắng đọng mỡ vào thành mạch. Các loại mỡ xấu như cholesterol toàn phần, triglycerides, LDL cholesterol là thủ phạm gây xơ vữa mạch máu. Khi lượng mỡ xấu tăng cao, nhất là LDL cholesterol, tạo điều kiện cho sự lắng đọng mỡ trong các thành mạch, nội mạch máu bị nổi thương, lâu dần tiến triển thành mảng xơ vữa, khiến mạch máu trở nên xơ cứng và lòng mạch máu hẹp dần lại.
Trên đây là phần trình bày của nhóm 4. Cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe ạ. Nhưng mà đây là đang cô đang muốn nghe cái đoạn mà cái nguyên nhân sơ vữa động mạch do thành phần lipid máu cơ mà, cái cơ chế của nó cơ mà. Đấy. Ở đây là em cứ nói là cái gì tăng cái gì giảm thôi mà. Đúng không? Cái đây là cô đang muốn là các em giới thiệu là lý do vì sao khi mà tăng lipid máu ấy, thì lại dẫn đến là xơ vữa động mạch. Mà các em sẽ thấy là cái cơ chế này là thường là sẽ là chủ yếu nhất ấy. Tại vì là ở những cái người mà bị người máu cơ tim ấy, khi người ta giải phẫu ra cái vị trí ở mạch vành ấy ạ, nó có rất nhiều cholesterol ạ. Thì điều này các em thấy là rất rất nhiều những tài liệu người ta nghiên cứu và người ta chỉ ra là cái cơ chế do xơ vữa động mạch do cholesterol, thì đấy là cái điều chắc chắn rồi đúng không ạ? Nhưng ở đây là bạn mới có cái gì? Em chuyển tiếp phần tiếp theo là cô nghe mãi hình như chưa thấy hay sao? Nhưng các bạn khác có bổ sung không ạ? Các bạn ơi, các bạn có bổ sung thêm không? Nhóm gồm những ai nhỉ? Đàm Thảo My. Em đưa cô, em là người vừa mới trình bày ạ. À thế à? Rồi, để thôi. Thế em có ý kiến gì thêm không? Đây là phần mà nhóm em đã tìm hiểu được. Còn có những gì cần bổ sung thêm thì em mong cô với các bạn bổ sung cho nhóm em ạ. Nguyễn Hồng Nhung. Bạn Nhung. Em đây ạ. Rồi em tìm hiểu phần nào trong cái phần mà các em thảo luận? Dạ, em cho cô là xơ vữa động mạch là sự tích động cholesterol dưới lớp áo trong của động mạch làm thành mạch dày lên và thu hẹp lòng mạch ạ. Rồi thôi rồi, nè, thế lại dừng trình chiếu. Bây giờ hỏi thì cũng nhiều khi cô thấy là như này này, các em tìm hiểu ấy, thế xong đến khi mà cô muốn hỏi các em một chút thì các em cứ nghiễm nhiên là cái phần đấy là nó là như thế. Các em như kiểu của em cũng không có bao giờ tìm hiểu nó xa thêm một chút nữa hay sao, mình cứ chỉ vào nhìn vào đúng một điểm ấy mà mình không nhìn sang những cái điểm khác ấy. Có nhiều khi những cái điểm nó lại tít tận chỗ nào cơ. Nhưng mà mình nên cũng nhìn xa ra một chút đi để cho đừng có nhìn vào một cái điểm. Nào bạn dừng hình chiếu đi. Nhưng nếu mà cứ nói chung chung ý, thì bây giờ các cô cũng nói chung chung đúng không? Thì có được. Mà trong khi các bạn đi học ý, thì các bạn muốn nó phải là một cái cơ chế nó thật rõ ràng. Kể cả bản thân cô cũng vậy thôi. Đi học cái gì thì chỉ là mong các thầy cô giáo giảng cho một cái cơ chế rõ ràng. Thì ở đây ý, tại sao cứ bảo là các em phải trình bày. Cái trình bày này là một trong những cái mà để các em phải gì? Phải chịu khó tìm hiểu. Bắt các em, đáng nhẽ là các em phải tự giác. Nhưng nhiều khi có những bạn trong lớp 70 mấy bạn thì chắc gì đã được tự giác được có một hai bạn thôi. Thì còn lại là đa số không tự giác thì phải buộc là phải làm phần thảo luận. Mà phần thảo luận này cô biết là
là có thể nào là một bạn làm thôi, mà bạn làm thì bạn ấy được kiến thức, còn cái những cái bạn khác không làm thì chắc chắn là không được kiến thức, rất là tiết phí ấy. Không chưa chỉnh chiếu rồi. Cô thấy các em học này về không ổn lắm đâu, cứ bảo làm sao mà ôi cô bài này nó khó bài kia nó khó, con đọc đâu mà chẳng thấy khó. Cô thấy tiếc cho các em ạ, vì là một buổi như thế này các em phải nghĩ là bây giờ các em trả tiền đi học giống như ngày xưa chúng ta đi học thêm ấy, học thêm toán lý hóa văn sử địa gì đấy, mỗi một buổi chúng ta mất tầm khoảng 50.000, có bạn thì cũng phải mất 100.000, thế rất là tiếc. Thì bây giờ các em đang đi học này rất là tốn này, mà không học thì cô lại thấy là rất là tiếc cho các em. Rồi giải thích cơ chế xơ vữa động mạch máu nhé. Thì lúc nãy bạn có cái đoạn đầu đầu ấy thì nói thì còn được, đoạn sau rồi bắt đầu là lại chung chung. Thì ở đây ấy, cái nguyên nhân mà xơ vữa động mạch ấy, thì có rất nhiều nguyên nhân, nhưng có hai nguyên nhân chính. Thứ nhất là chúng ta thấy là ví dụ cái lớp nội mạc mạch máu ấy, thì nó sẽ là ngăn cách giữa cái lớp thành với cái dòng máu nó chảy đúng không ạ? Mà trong dòng máu thì có rất nhiều các chất, trong đấy mà cái cơ chế mà xơ vữa tạo ra mảng xơ vữa thì nguyên nhân hay gặp nhất đấy chính là chúng ta thấy là có cái gì ạ, hình thành cái lõi lipid ấy. Thì đấy là do cái sự lắng cái tức là có cái trong cái lõi lipid thì có cái thành phần LDL này. Thì như thế này, cái lớp nội mạc mạch máu thì nó là bao quanh cái lòng ống đúng không ạ, lòng lòng mạch ấy, để cho cái dòng máu nó dễ dàng nó chảy qua. Và bình thường thì cái mạch máu của chúng ta nó thường hình tròn và nó trơn tru, không có một cái yếu tố nào nó tác động cả. Và thực ra ở trên cái bề mặt nội mạc mạch máu này các em mà đọc kỹ thì chúng ta cảm thấy là có các cái yếu tố bảo vệ để nó tránh bị tổn thương, vì khi tổn thương ấy, thì nó rất là dễ để cho các cái thành phần nó lọt vào cái lớp dưới nội mạc mạch máu. Cái thứ hai nữa, khi tổn thương thì ví dụ như là bị chảy máu thì nó sẽ hình thành cục máu đông, mà khi nó hình thành cục máu đông thì dòng máu thì nó luôn luôn chảy đúng không ạ, chưa kể những cái lúc mà nó tăng áp lực lên thì nó lại càng chảy mạnh, mà chảy mạnh thì nó có thể đẩy những cục máu đông này di chuyển đến những vị trí khác, và sợ nhất là nó di chuyển đến những cái vị trí mạch máu nhỏ. Tất nhiên là trong cơ thể của chúng ta nó sẽ điều hòa, khi có cục máu đông thì nó sẽ phải trong cái giai đoạn hình thành cục máu đông, tức là trong giai đoạn hình thành quá trình đông máu ấy, thì nó đến cuối nó lại có một cái quá trình, đấy chính là quá trình tiêu các sợi fibrin đúng không ạ. Tất nhiên là nó phải điều hòa chứ, còn nếu mà cứ hình thành cục máu đông mà không có tiêu đi ấy, thì cơ thể chúng ta nhiều có những cục máu đông cứ nằm rải rác ra trong cơ thể thì chết, thì chắc chắn là nó sẽ bị dẫn đến tình trạng bị tắc mạch rất là nguy hiểm, đặc biệt là những mạch máu nhỏ. Chính vì thế mà nó phải tự điều hòa. Thế thì ở đây là nếu trong trường hợp mà gì ạ, cái mạch dòng máu nó cái lớp nội mạc mạch máu nó vẫn bình thường, nhưng mà chỉ có tăng mỗi LDLC ở trong huyết huyết tương hay huyết thanh thôi, giống như lúc nãy là cái quá trình mà receptor mà tiếp nhận LDL của tế bào gan nó bị tổn thương ấy, thì cô mới nói là cái LDL nó tăng tăng và nó lưu giữ lâu ở trong huyết tương, chưa kể thời gian phân hủy của nó kéo dài thì nó bị oxy hóa vân vân đúng không ạ, thì dẫn đến là nó gây ra tình trạng xơ vữa động mạch. Nhưng có một cái lý do nữa là nếu trong trường hợp mà bản thân là cái lớp nội mạc mạch máu này nó bị sao bị tổn thương trước bởi một cái tác động nào đó, giống như lúc nãy bạn nói là gluco đường máu tăng quá cao thì nó gây ra tình trạng viêm tại cái lớp nội mạc mạch máu, hay là một cái yếu tố tác động nào đó đúng không ạ, gây ra chảy máu rồi viêm ở cái lớp nội mạc mạch máu đó, thì nó sẽ là cái gọi là cái cơ hội để cho cái LDL nó gì ạ, trên cái con đường đi của nó, trong quá trình vận chuyển cholesterol của nó hay trên con đường đi của nó lọt vào cái lớp dưới của nội mạc mạch máu, được chưa? Thế thì chúng ta sẽ có hai nguyên nhân, một là do cái LDL nó quá nhiều, hai là do bản thân ban đầu cái lớp nội mạc mạch máu đấy nó bị tổn thương, được chưa? Thế thì khi mà cái LDL mà nó quá nhiều như vậy thì nó sẽ xảy ra những cái phản ứng như là oxy hóa, như là acetin hóa hay là glycogen hóa, được chưa? Thì ở đây và ở đây thì chúng ta sẽ thấy như thế này, đâu đây đây, thì ban đầu là đây đây là dòng máu, được chưa? Thì chúng ta thấy à đây cái hình như này,
Chúng ta thấy đây này, ở giữa các cái tế bào này này, chúng ta thấy là nó có khoảng trống ạ. Có đúng không? Về giải phẫu các em học còn siêu hơn cô ấy, cô cũng không biết rõ lắm đâu vì là lâu lắm rồi không học. Nhưng cô biết là nó có khoảng trống này. Mà cái khoảng trống này thì nó rất rất là nhỏ. Có đúng không? Về giải phẫu là như thế không ạ? Giữa hai tế bào nó sẽ có một cái khoảng trống ạ. Tức là nó có cái lỗ. Đúng chưa ạ? Đúng rồi. Thì ở đây, thì nếu trong trường hợp mà LDL nó nhiều nhiều đây, thì LDL thì nó lại có các cái kích thước khác nhau, và đặc biệt là trong LDL nó có cái loại là LDL C nhỏ ấy. Nhỏ thì nó lại chứa nhiều cholesterol và lại còn có mức độ là dày đặc hơn những cái loại mà có kích thước lớn và trung bình. Và trong các loại lipoprotein ấy, thì chúng ta thấy CM là cái loại mà có kích thước mà lớn nhất đúng không? Có đúng không ạ? Đúng rồi. Có tỷ trọng thấp nhất và kích thước lớn nhất. Thế nên cái CM ấy không bao giờ nó lọt được vào cái lớp này đâu, nó lọt vào cái chỗ này được đâu. Và nó không bao giờ nó gây ra tình trạng xơ vữa động mạch được. Được chưa ạ? Nhưng mà gì ạ? Những cái LDL ấy thì nó lại gì ạ? Lại là kích thước nó lại, tức là nó có ba loại, thì cái loại mà kích thước nhỏ và đặc ấy, thì khi mà nó nhiều như thế nhá, nồng độ LDLC mà nó nhiều như vậy thì nó sẽ lọt vào phía dưới, nó dễ dàng lọt. Tại vì nó tồn tại lâu trong cái huyết thanh của chúng ta mà. Rồi một cái nữa là như thế này, bình thường ấy, người ta nói là nếu mà suôn sẻ nhá, nếu mà ví dụ cơ thể chúng ta mà khỏe mạnh suôn sẻ thì có phải là nó cứ thế nó chuyển hết cái cholesterol đến các mô ngoại vi nó sử dụng. Nhưng mà có phải lúc nào nó cũng suôn sẻ đâu, đúng không ạ? Thì có thể là nó bất thường thì nó đi lạc nó lọt xuống dưới này. Thì với một lượng ít thì nó không làm sao cả. Các em rõ chưa? Nó vẫn có thể hình thành. Nhưng mà với một cái lượng ít thì làm sao? Nó sẽ tiêu hủy cái cục xơ vữa đi. Nó vẫn phải có quá trình tiêu hủy quá xơ vữa nhé. Chứ không phải là cứ hình thành ra là không có cái phần tiêu hủy đâu ạ. Nhưng mà nếu mà ít thì nó tiêu hủy được. Nhưng mà nếu mà nhiều quá thì chắc chắn là không rồi, đúng không ạ? Và cái mảng bám xơ vữa thì nó phải hình thành theo năm tháng, cô không có cái hình ở đây đấy. Thì các em thấy là nó phải hình thành theo cái gì ạ? Theo thời gian, chứ không bao giờ nó lại ví dụ hôm trước hôm sau mà nó tạo ra một cục cái mảng bám xơ vữa rất là lớn rồi. Nó phải có thời gian. Mà nếu mà ở đây nó chỉ là ít thì chúng ta thấy là các cái mảng bám xơ vữa này nó bị tiêu đi. Thế thì khi mà LDLC hoặc là bây giờ nó bị tổn thương bởi một cái gì đấy, nó làm cho cái vị trí lớp nội mạc này nó bị tổn thương, thì cái lỗ thì nó lại càng làm dễ làm cho LDL nó lọt xuống đây, lọt xuống dưới này, lớp nội mạc mạch máu này, đây lớp nội mạc mạch máu. Thì ở đây các em nhìn thấy đây, nó còn có lớp trung mạc gì gì đấy, nói chung là có rất rất nhiều lớp phía dưới này, còn có lớp các lớp nữa. Thì các em nhìn thấy cái hình này có vẻ dễ hơn hình kia. Thì lúc này thì LDL nó bị oxy hóa, được chưa? Rồi tạo ra các cái những phản ứng này, nó là một loạt phản ứng, nó còn tạo ra các cái gốc tự do. Mà thông thường các gốc tự do rồi kết hợp với những cái LDL bị oxy hóa này, nó là không tốt ạ. Đúng không ạ? Chúng ta lại thấy là làm cho ví dụ nhiều gốc tự do thì lại làm cho cái tình trạng xơ vữa động mạch nó lại càng nặng hơn. Thế thì ở những cái vị trí ở cái giữa tế hai tế bào này nó có cái lỗ, có cái mạng, cái gọi cái lỗ nó lọt qua được thì cái monocyte này thì nó mới xuống đi qua được chứ, để nó đến để nó ăn cái thành phần LDL này. Thì khi mà nó ăn ấy, ăn những thành phần LDL mà bị oxy hóa thì nó sẽ bị bất hoạt đi. Khi mà ăn xong thì nó sẽ bị bất hoạt. Và nó cứ ăn nhiều lên thì nó sẽ làm cho bên trong trong cái đại thực bào này thì là những cái LDL mà em mà bản chất LDL thì lại rất nhiều cholesterol đúng không ạ? Thế nên là nó có chứa đầy cái cholesterol ở trong này. Và cái hình ảnh lúc mà xơ vữa động mạch, em nhìn thấy là cái tế bào nó như là tế bào mỡ ấy, thì người ta khi mà người ta soi ấy, thì người ta thấy là nó như kiểu cái bọt biển ấy ạ. Thế nên người ta gọi nó là tế bào bọt. Và tế bào bọt này thì bên trong là những cái tế bào bào vào, thực ra lõi của nó là lipid ạ. Đấy chứ ạ, lõi của nó lipid, mà khi nó ăn nhiều lên theo thời gian thì các em nhìn thấy nó như cái tế bào mỡ ở đây, thực ra là tế bào bọt. Và lúc này ạ, lúc này thì ở phía dưới này, cái lớp này, lại gọi là lớp trung mạc, nó sẽ khi mà nó có những cái tế bào bọt này thì nó tạo kích thích cái yếu tố tăng sinh, tăng trưởng ấy, thì lúc này nó sẽ làm kéo theo những cái tế bào ở lớp trung mạc lên cái lớp này. Các em rõ chưa? Nó kéo theo, thế thì cái tế bào cơ trơn nó sẽ bị kéo theo lên đây, rồi nó sẽ tăng tổng hợp collagen, được chưa?
Và lúc này cái tế bào này nó đang có thể là dạng mềm, tại vì mỡ mà, mỡ thì các em biết là nó rất là mềm, thì bây giờ nó thêm các cái tế bào cơ nó tăng sinh, đặc biệt cơ trơn rồi tổng hợp collagen, tổng hợp collagen rồi kết hợp với các cái thành phần canxi nó có thể lắng đọng tại đây, và vì thế mà nó người ta gọi là tạo ra mảng vữa ấy, vữa sơ ấy, động mạch là như thế. Vừa gì lúc này nó sẽ bị cứng lại, đúng chưa? Vừa bình thường nếu mà chỉ là tế bào bọt thôi thì nó sẽ làm dạng mềm như thế này, nhưng mà nếu bây giờ tăng sinh thêm các cái cơ vào vị trí này nữa, rồi là tổng hợp collagen rồi các canxi nó lắng đọng lại, thì nó tạo ra những cái mảng sơ vữa là như thế, hay vữa chúng ta gọi một số chỗ thì các em thấy là ghi là vữa sơ, hay là mình thì thôi thuận miệng thì mình gọi là sơ. Thì như người ta nói là gọi là vữa trước xong đến sơ ấy. Thế nên người ta có thể gọi là vữa sơ, hay thôi mình cứ quen là gọi là sơ vữa động mạch là như thế. Rồi mảng bám, khi mà có những cái gọi là mảng sơ vữa này rồi thì nó sẽ có hai kiểu mảng sơ vữa là như thế này. Kiểu một là do tế bào bọt tạo thành từng đám, được chưa? Nó tạo thành từng đám rất là nhiều ở đây và nó rất là bền vững nhá. Và bản chất là ở bên trong nó là các cái lõi lipid. Thì các em thấy là cuối cùng là cái nhìn cái hình tiếp theo này nó dễ hơn. Thì có phải là cái lòng mạch của chúng ta là hình tròn như thế này. Thì nếu với cái mảng bám sơ vữa mà nó gì ạ? Nó bền vững tạo bởi các cái tế bào bọt nó liên kết lại với nhau thành một cái khối bền vững, rất là khó bị cắt, tức là khó nói như nào? Khó bị cắt đứt từng cái mảng ra ấy. Thì các em thấy là nó bị đẩy cái gì? Đẩy cái lòng mạch này nó bị hẹp lại, đúng chưa? Đây, nhìn theo hình này thì chúng ta thấy là nó sẽ bị hẹp lại. Còn bình thường thì nó phải là một cái khẩu kính hình tròn ấy, thì chúng ta thấy là bây giờ nó làm sao? Bị bít hẹp lại, đúng chưa? Cái thứ hai nữa là nếu mà như cái mảng bám sơ vữa, cái mảng bám thứ hai là nó là những cái tế bào bọt nó cứ đứng rời rạc nhau ra. Thì khi mà cái tế bào bọt mà nó đầy, nó giống như kiểu ăn quá nhiều thì nó bị vỡ ra ấy. Vỡ ra nó tràn những cái cholesterol ra, chưa kể là những cái vữa sơ nó bị tràn ra thì nó gây hoại tử cái vị trí đó. Mà khi hoại tử thì các em biết rồi, nghe cái từ hoại tử thì đó là có viêm, yếu tố viêm ạ. Mà thực ra người ta nói là cái mảng bám sơ vữa này nó cũng sẽ gây ra viêm. Mà khi có viêm thì lại phải có cái gì? Có gây chảy máu không? Có. Vâng, có chảy máu thì phải có cái gì tiếp theo ạ? Đông máu. Đúng rồi, chảy máu thì các em biết rồi, quá trình đông máu giống như khi mà các em bị đứt tay một cái thì cái phản ứng đầu tiên các em biết là phản ứng gì không? Ví dụ khi đứt tay này. Đứt tay thì chảy máu ạ. Rồi, nhưng phản chảy máu xong máu đông lại. Không phải, phản ứng đầu tiên nó phải co mạch. Đau. Đúng không ạ? Thế thì tất nhiên là quá trình đông máu các em học trên bên huyết học, thì các em chưa học mô đun huyết học đúng không ạ? Thì các em sau này các em học thì các em biết về quá trình đông máu nó có 3 giai đoạn ấy. Thì nếu mà vết thương nhỏ nhá, thì bình thường là tiểu cầu nó đến. Cái giai đoạn đầu tiên tiểu cầu nó đến thì nó phải ngưng tập lại đúng không? Tiểu cầu nó ngưng tụ lại với nhau để nó băng cái vết thương đấy lại. Nhưng nếu mà vết thương lớn thì chúng ta thấy là tiểu cầu nó chỉ có thể làm đối với vết thương rất nhỏ thôi. Thế sau đấy thì nó kích hoạt một loạt các yếu tố đông máu đến là tạo ra cục máu đông. Và bản chất thì là phải gì ạ? Phải là sau đấy thì đến cái giai đoạn cuối nó phải tiêu cục máu đông này đi. Nhưng ở đây thì cái vị trí này mà nó đã có rất nhiều cái tế bào bọt rồi, rất nhiều mảng vữa sơ rồi, thì cái vị trí này nó cứ bị viêm, viêm rất là lâu. Và nó hình thành cục máu đông lại kết hợp với mảng sơ vữa. Thì đến nếu mà nó dòng máu thì nó vẫn phải chảy, cô nói rồi. Và đặc biệt là đối với những người lại còn kèm theo tăng huyết áp nữa, thì có phải áp lực của cái dòng máu lại càng lớn đúng không ạ? Thế thì nó sẽ làm nứt vỡ những cái, nếu mà cái dòng máu nó chảy nhẹ nhàng thôi thì có khi nó cũng không có ảnh hưởng gì đâu ạ. Nhưng mà vì là đôi khi áp lực của dòng máu nó sẽ phải lớn, nhiều khi các em cũng kiểu tăng huyết áp, chắc chắn là có đúng không ạ? Giống như lúc các em tức giận lên thì huyết áp nó chẳng lên. Thế thì hoặc là chúng ta chạy nhảy đi lại, huyết áp lên thì cái áp lực dòng máu nó sẽ gì ạ? Nó mạnh hơn. Và những người mà tăng huyết áp thường xuyên, đấy là cái yếu tố cơ học nó tác động vào ấy, thì chúng ta thấy là nó sẽ làm nứt vỡ những cái mảng tại cái vị trí sơ vữa đó, và nó đẩy cái gì ạ? Đẩy cái cục máu đông đấy đi đến các vị trí mạch máu nhỏ hơn.
Nếu mà mạch máu lớn đâu nó không có cái hình nào. Đây, thôi lại lấy cái hình bên này cho nó dễ, tại vì ở đây viết thì nó đẩy đến vị trí máu nhỏ hơn. Hoặc là đây, cứ cho cái hình nào nó dễ dễ nhìn, chờ cô chút. Có hình nữa lại. Đây, nhìn này. Các em thấy chưa? Một là nó gây ra, lúc nãy cô nói là mảng sơ vữa thì nó hai kiểu đúng không? Là một là nó rất là bền vững này. Bền vững ở vị trí này, nó gây đẩy cái lớp nội mạc mạch máu, làm dày cái vị trí thành đấy lên. Và nó đẩy hẹp tới cái lòng cổ mạch, bên đường khẩu kính của cái lòng mạch này, gây tắc. Được chưa? Còn sợ nữa là gì? Sợ nữa là đấy, như vậy cô nói là có hình thành thêm một cục máu đông nữa, kết hợp mảng sơ vữa nữa, thì nó đẩy cái cục máu đông đó đi đến vị trí mạch máu nhỏ. Thì sợ nhất là đến mạch vành và mạch máu não. Được chưa? Còn cái trường hợp mà tắc chi, tắc mạch máu chi thì nó ít. Chủ yếu là mình sợ nhất là nó đến hai vị trí là động mạch vành và gì ạ, mạch máu não, gây ra tình trạng tắc cái vị trí mà nuôi tim nó co bóp tống máu, rồi nuôi oxy đưa về tim ấy. Rồi nó bị tắc ở mạch máu não, gây ra tình trạng là nhồi máu não, được chưa? Thế chúng ta chú ý là đấy chính là sơ vữa động mạch nhá. Đây là một hình ảnh sơ vữa động mạch đấy ạ, rất là nguy hiểm. Còn nếu mà muốn biết chính xác, thế nên là khi mà nói về lipid máu ấy, mà nó tăng ấy, ví dụ cholesterol toàn phần tăng, triglyceride tăng, LDLC tăng, HDLC giảm, thì chúng ta nói là nguy cơ rất là cao đối với sơ vữa động mạch. Còn sơ vữa động mạch ở đâu ấy, thì chúng ta hay gặp là ở mạch máu não, rồi ở động mạch vành, đúng không ạ? Thế thì lúc này các em thấy là trong ca lâm sàng ngày hôm nay ấy, chúng ta có cái gì? Có thêm một cái xét nghiệm nữa là xét nghiệm gì nhỉ? Cận lâm sàng khác ấy, không phải xét nghiệm hóa sinh ạ, là chụp đúng không? Có phải chụp động mạch vành không? Vâng, thì có phải thấy hẹp không ạ? Đúng chưa? Thế nên là chúng ta thấy là phải gì? Chúng ta chỉ nói là đối với xét nghiệm hóa sinh thì mình không khẳng định được. Chắc chắn là mình biết là cơ chế thì là do, chắc chắn là do cholesterol rồi. Nhưng mà khẳng định chắc chắn là ở mạch vành nó có bị hẹp hay không ấy, thì chúng ta lại phải sử dụng các cái phương pháp là chụp chiếu, rồi siêu âm vân vân, hoặc là ở não mình có thể chụp MRI ví dụ như thế. Đấy chưa? Để khẳng định, tại vì là mình phải biết được là nó có hẹp hay không thì chúng ta mới có can thiệp. Chứ còn nếu mà nó không hẹp tự nhiên chúng ta đi can thiệp vào thì không được. Đấy thì ở đây là chúng ta phải kết hợp với các cái cận lâm sàng khác để hỗ trợ cho chẩn đoán chính xác. Được chưa? Còn khi mà nó lipid máu tăng thì chắc chắn là nguy cơ sơ vữa động mạch rất là cao. Mà sơ vữa động mạch thì đấy, nó dẫn đến là biến chứng nhồi máu cơ tim, nhồi máu não là chúng ta hay gặp nhất. Được chưa? Đấy nhá. Rồi sơ vữa động mạch thì chúng ta thấy là gì? Sơ vữa mạch máu dẫn đến thận đấy, dẫn đến rồi dần dần dẫn đến là gì ạ? Suy thận. Được chưa? Thì đấy là cái cơ chế. Còn cái gì nữa mà chưa nói nhỉ? Đấy thế thôi ạ. À đây, ở đây còn cái này đây. Thì các em thấy rồi đây ạ, kích thước của các cái VL, của các lipoprotein thì nói rồi đúng không? Cái CM thì kích thước nó rất là to, nó rất là lớn nên nó không gây ra tình trạng sơ vữa động mạch. Thì sau đấy thì đến tiếp theo là kích thước nhỏ hơn CM thì đấy là VLDL, rồi đến IDL, rồi đến LDL, rồi đến HDL. Thì trong đấy cái HDL3 này thì nó lại tốt hơn cái HDL2, đúng không ạ? Như vậy mình vừa học xong là HDL2. Thì các em cũng cứ để ý mà xem, tất nhiên là chẳng ai nói đâu, nhưng mà các em để ý mà xem. Cái CM ấy, thì nó chứa nhiều tri đúng không ạ? Thế nên nó lớn. VLDL cũng thế, cũng chứa nhiều tri, nó lớn. Cái HDL cũng chứa nhiều tri, HDL2 này chứa nhiều tri, nó lớn. Thế nên là những cái gì chứa cholesterol ấy, thì nó sẽ làm sao? Nhỏ, đúng chưa ạ? Thì ở đây chúng ta sẽ có LDL3 này, là vừa nhỏ, đậm đặc lại nhiều ấy ạ. Thế nên là hiện nay thì người ta các cái xét nghiệm mới thì người ta còn có định lượng cái gì ạ? Cái LDL3 này, cái loại gọi là rất đậm đặc nhỏ này. Được chưa? Đây nhé. Thế nhưng mà cái này nó khá là mới thôi, thì không phải chỗ cơ sở nào cũng nghĩ là cũng chưa có triển khai đâu. Chắc là cái kỹ thuật này nó khá là khó và đắt tiền. Thì hiện nay thì về lipid máu thì đối với năm thứ hai các em chỉ cần biết được cái xét nghiệm cơ bản là gồm có 4 cái xét nghiệm mà chúng ta lipid máu mà chúng ta đã học là tốt lắm rồi.
chứ còn cũng không cần phải thêm các cái xét nghiệm khác nữa. Được chưa? Đây thì chúng ta có các kiểu này, kiểu B rồi kiểu A. Thì cái kiểu mà nhỏ này này là dễ đi qua nội mạc này, ái lực với thụ thể LDL thấp hơn này, thời gian bán hủy dài hơn này, dễ bị oxy hóa hơn này. Đấy thì cái mà nhỏ thì nó sẽ là nguy cơ cao này. Còn cái gì, cái lớn hơn là sẽ là nguy cơ nó thấp hơn. Đấy thì chúng ta chú ý là đặc biệt là nói, người ta nói đến cái LDLC là như thế. Và nhưng mà LDLC thì lại chú ý là cái mà nhỏ và đặc đấy ạ. Đấy thế thôi ạ. Trong phần này có hỏi gì nữa không? Không ạ. Vâng. Không thì chúng ta sẽ chuyển sang câu số 5. Cô đã nghe em nói chưa ạ? Đây, bây giờ có nghe thấy không? Vâng. Thưa cô và các bạn, thì hôm nay em xin thay mặt nhóm nam trình bày bài thuyết trình của nhóm ạ. Câu hỏi của nhóm là những xét nghiệm nào cần được làm thêm ở bệnh nhân này để đánh giá nguy cơ sơ vữa mạch máu? Theo ca lâm sàng thì ta có thể cho thấy là bác sĩ đã cho bệnh nhân chụp mạch vành. Kết quả cho thấy động mạch vành có hẹp lớn hơn 70% động mạch mũ. Đồng thời thì bệnh nhân có dấu hiệu là đau tức ngực nên là nghi ngờ là sơ vữa động mạch. Nên là một số xét nghiệm cần làm thêm đó là, thứ nhất là siêu âm Doppler, chính là sử dụng một thiết bị siêu âm đặc biệt để... Rồi cô dừng ở đây một chút nhé. Vâng. Chúng ta đang học hóa sinh thì phần lớn là chúng ta sẽ sử dụng xét nghiệm ở trong máu, đúng không ạ? Ngoài ra có xét nghiệm tổng phân tích, xét nghiệm trong nước tiểu nữa. Xét nghiệm trong nước tiểu thì chúng ta sẽ có tổng phân tích nước tiểu và xét nghiệm nước tiểu 24 giờ. Thì ở đây thì các em có thể bỏ qua những phần cận lâm sàng khác. Thì cái phần cận lâm sàng này thì rất là tốt ạ, nó có sẽ có giá trị chẩn đoán chính xác, đúng không ạ? Dạ vâng. Nhưng mà ở đây là cái hỗ trợ, tại vì là trong những cái quá trình điều trị người ta có thể sử dụng các cái xét nghiệm hóa sinh để hỗ trợ. Và đôi khi thì sử dụng máu, lấy máu một lần mà chúng ta có thể làm được rất nhiều xét nghiệm. Thì ngoài các cái xét nghiệm mà em tìm hiểu như siêu âm Doppler rồi chụp MRI rồi cái gì đấy, chụp động mạch vành gì đấy, thì xét nghiệm hóa sinh này chúng ta nên làm xét nghiệm nào? Cô nói to lên đầu em chưa nghe rõ lắm. Ở đây bây giờ nhá, các em đang dùng cái cận lâm sàng khác đúng không ạ? Nhưng mà mình đang học hóa sinh thì cô mong là các em sẽ sử dụng xét nghiệm hóa sinh. Mà xét nghiệm hóa sinh thì chúng ta có xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu đúng không ạ? Vâng. Vâng, đấy thì bây giờ em trình bày cái phần mà liên quan đến xét nghiệm hóa sinh ạ. Còn cái xét nghiệm mà ví dụ như siêu âm Doppler này hay là chụp MRI này thì nó là hỗ trợ cho chẩn đoán chính xác rồi, thì rất là tốt rồi. Nhưng ở đây thì chúng ta đang học hóa sinh thì hiện nay có rất nhiều các cái xét nghiệm mới và các xét nghiệm cơ bản mà người ta đưa ra để có giá trị theo dõi cũng như là chẩn đoán sơ vữa động mạch ạ. Ừ, dạ vâng ạ. Thế thì em xin trình bày phần hóa sinh đó ạ. Là chúng ta có thể làm thêm xét nghiệm để tính tỷ lệ APOB trên APOA1 ạ. Thì số này là được sử dụng để xác định nguy cơ phát triển bệnh tim mạch và đôi khi được sử dụng thay thế cho tỷ số cholesterol toàn phần trên HDL để đánh giá nguy cơ phát triển bệnh tim mạch. Bình thường thì tỷ số APO trên APOA1 là từ 0,3 đến 0,5. Mà tùy theo giới tính thì chúng ta có thể phân ra đó là nguy cơ thấp, nguy cơ vừa và nguy cơ cao. Ở nam thì nguy cơ thấp là từ 0,4 đến 0,69. Nguy cơ vừa là từ 0,7 đến 0,89 và nguy cơ cao là từ 0,9 đến 1,1. Còn ở nữ thì có thấp hơn, đó là từ 0,3 tới 0,59. Và nguy cơ vừa là từ 0,6 đến 0,79 và nguy cơ cao là 0,8 đến 1. Nên là tỷ số APOB trên tỷ số APA1 là yếu tố dự báo nguy cơ mạnh hơn
một cách có ý nghĩa đối với các biến cố tim mạch như là nhồi máu cơ tim, đau thắt ngực, suy tim, đột quỵ và xơ vữa động mạch cảnh. Cái này thì xét nghiệm này thì cũng không liên quan đến hóa sinh, không có liên quan hóa sinh đúng không ạ? Nhưng đây là còn xét nghiệm nào nữa không ạ? Dạ không ạ, hiện tại thì bọn là em có mỗi APO thôi đúng không? Vâng. Hóa sinh thì bọn em chỉ mới làm được APOB trên APOA1 nên là mong cô bổ sung thêm ạ. Rồi ạ. Thế thì em dừng trình chiếu này. Chờ cô một chút. Thế thì các em chứng tỏ là các em chưa tìm ngoài APOA, APOA, APOV và cái tỷ số này thì các em còn có các tỷ số nào mà các em biết không? Ngoài tỷ số của APOA, APOV. Cho cô là còn có là cái gì tự nhiên em quên, điện tâm đồ ạ. Nhưng mà nó có phải là hóa sinh đâu, đấy là điện tim à? À đấy, thì bây giờ là có vẻ là hơi nhầm lẫn giữa các cái xét nghiệm đúng không ạ? Em thưa cô là còn có tỷ số năn HLC trên tỷ số HLC ạ. HDL chứ. HDLC. À, em xin lỗi cô nhầm. Với lại tỷ số lipoprotein A nhỏ. Rồi, cái lipoprotein A nhỏ thì nó không phải là tỷ số mà nó lại là lipoprotein A nhỏ. Giống như là HDL ấy ạ. À xin lỗi, giống như LDL ấy ạ. Vâng. Vâng. Rồi ở đây nhá, nói về tỷ số ấy thì đây, cho cô chú, để cô chiếu này. Nói chung là về lipid máu này nó khó, nói thật ấy, lipid máu còn khó hơn là glucid ấy. Glucid còn thấy dễ hơn, cơ chế các thứ nó cũng rõ ràng, mà cái cơ chế sơ vữa động mạch ấy, các em khi nào các em thử đọc kỹ xem rồi các yếu tố bảo vệ nội mạc mạch máu, các em nào mà chịu khó một chút chúng ta đọc đấy, những xét nghiệm nào cần được làm thêm ở bệnh nhân này để đánh giá nguy cơ sơ vữa động mạch nhìn đấy chợ. ApoB thì ở đây thông thường là chúng ta nói là ApoB 100 thông thường ạ, thì nó sẽ kết hợp với LDL thì để đánh giá về nguy cơ sơ vữa động mạch. Thứ hai nữa là APOA1 thì kết hợp với HDL được chưa? Thì cũng là để đánh giá sơ vữa động mạch. Ngoài ra thì chúng ta còn có tỷ số khác nữa. Ví dụ chúng ta tính giá tỷ số APOB trên APOA1. Và có một cái nữa mấy bạn có nói đấy chính là lipoprotein A nhỏ. Thì có phải là nó có cấu trúc tương tự như LDL nhưng mà nó chỉ có khác là nó thêm cái apoprotein cũng là A nhỏ trong cái cấu tạo trong cái thành phần apoprotein B100. Thế nên là người ta sẽ gọi cái này lipoprotein A nhỏ. Về chức năng ấy, thì nó cũng có chức năng tương tự như LDL. Đấy lại là vận chuyển cholesterol, đúng không ạ? Vận chuyển cholesterol đến các ngoại vi. Nhưng mà về cấu trúc thì lại gì ạ? Giống plasminogen. Nhưng mà thế nên là khi mà cái thành phần lipoprotein A nhỏ này nó tăng lên ấy, thì nó dẫn đến là hai cái cơ chế gây ra sơ vữa động mạch. Thứ nhất là tăng vận chuyển cholesterol từ gan đến mô, được chưa? Thứ hai là gì ạ? Lại ức chế cạnh tranh với plasminogen, mà vì nó có cấu trúc giống plasminogen, thế nên là nó có cái vai trò đấy là ức chế cạnh tranh với cái thành phần plasminogen, nhưng nó không giống vai trò plasminogen đâu nhá. Thế nên là nó sẽ ngăn cản cái sự tiêu các cái cục máu đông hình thành ở các mạc xơ vữa,
bình thường thì cô nói rồi, nếu mà có cục máu đông thì nó phải tiêu đi đúng không? Nếu mà đúng là theo cơ chế cơ thể của chúng ta mà tốt ấy, thì là nó sẽ tiêu cục máu đông đấy. Để nhưng mà nếu mà ở đây thì L ở cái loại lipoprotein A nhỏ này mà nó tăng lên ấy, thì nó sẽ ngăn cản cái sự tiêu các cục máu đông này. Mà khi mà không tiêu cục máu đông mà cục máu đông cứ bị giữ lại đó thì các em đã biết rồi, dòng máu thì vẫn phải chảy chứ luôn luôn là chảy, chưa kể là cái áp lực mà lúc nào nó tăng lên thì nó sẽ đẩy cục máu đông đi các vị trí khác thì rất là nguy hiểm. Một cái nữa là gì, chúng ta có hsCRP và một cái là homocysteine. Tôi nói về homocysteine trước nhé. Homocysteine thì là quá trình thoái hóa, tức là cái quá trình biến đổi của methionine thành cysteine ấy, thì trong quá trình này thì nó sẽ tạo ra homocysteine và phản ứng trong các phản ứng biến đổi của methionine. Hình này nó hơi mờ, hôm nào cũng phải tìm hình nào nó rõ rõ hơn một chút. Trong quá trình biến đổi của methionine thì chúng ta cần phải có acid folic, có vitamin B12, vitamin B2 và vitamin B6. Trong đấy thì chúng ta hay nhắc đến đây chính là acid folic, vitamin B12, vitamin B6 để biến đổi được methionine thành gì ạ? Thành cysteine. Nhưng vì một lý do nào đó mà cái phản ứng mà biến đổi cái methionine mà nó không thành cysteine được ấy, thì chúng ta thấy là tạo ra rất nhiều thành phần homocysteine này. Mà homocysteine thì người ta thấy là nó liên quan đến các cái, tức là tạo ra những cái sản phẩm có cái tính oxy hóa ấy ạ. Và nếu mà trong trường hợp mà homocysteine này mà tăng cao ấy, thì nó có thể tự oxy hóa để tạo thành chính nó. Và một cái nữa nó tạo thành cysteine, homocysteine disulfide. Và những cái sản phẩm, những cái sản phẩm mà có tính oxy hóa mạnh ấy, như là hydrogen peroxide và hay là superoxide, để chọn những cái gốc tự do ấy mà chúng ta học rồi. Những thành phần như H2O2 thì có phải là những cái nó sẽ có tính oxy hóa mạnh đúng không? Mà những cái gì ạ? Thì chúng ta thấy là nếu mà những cái sản phẩm mà có tính oxy hóa mạnh thì nó gây ra xơ vữa động mạch bằng cách là tổn thương, có thể là gây ra rối loạn chức năng tế bào nội mạc mạch máu, gây ra tổn thương nội mạc mạch máu. Rồi nó sẽ kích thích cái sự tăng sinh của các cái cơ trơn, rồi thúc đẩy cái những cái quá trình peroxy hóa lipid ạ. Rồi oxy hóa cholesterol LDLC ấy. Đấy, chính vì thế mà làm sao mà hiện nay người ta sẽ sử dụng cái thành phần homocysteine là xét nghiệm để đánh giá về cái gì ạ? Nguy cơ của xơ vữa động mạch để chọn, giống như câu này đánh giá nguy cơ xơ vữa mạch máu này. Thấy chưa? Thì đấy chính là homocysteine, chúng ta rõ chưa? Khen rõ chưa? Rồi ạ. Vâng. Một cái nữa là chúng ta có cái gì? Có CRP. Ở đây là hsCRP. CRP ở đây nó là gì? CRP là protein phản ứng C siêu nhạy. Còn bình thường thì chúng ta hay xét nghiệm cái xét nghiệm là CRP, protein phản ứng C nhá. Ký hiệu là protein phản ứng C và nó do gan sản xuất. Và cái thành phần protein phản ứng C này hay CRP này thì là nó liên quan đến hệ thống miễn dịch đối với những trường hợp mà tổn thương hay là nhiễm trùng, tức là khi mà có tổn thương hay nhiễm trùng ấy, thì nó không thể cái, tức là protein phản ứng C này không thể thiếu trong các phản ứng miễn dịch. Và chính vì thế mà nó sẽ là một cái chất chỉ điểm để cho những cái trường hợp viêm. Và những cái, tức là khi mà có viêm ấy, thì nó sẽ có những ở cái giai đoạn mà cấp ấy, thì nó sẽ được cái gan sản xuất, sau đấy thì bài tiết vào máu, sau để vài giờ thì tầm khoảng 6 giờ sau khi mà xuất hiện mà cái biểu hiện của viêm ấy, thì nó sẽ xuất hiện cái thành phần CRP này. Thế nên trong trường hợp mà viêm cấp tính, các em thấy là CRP nó tăng rất là cao. Và ở đây ấy, thì người ta có thể đánh giá được là khi mà là ở trên xét nghiệm, tức là trên lâm sàng ấy, thì khi mà những cái trường hợp mà những đứa trẻ con hay là những trường hợp mà bị viêm viêm họng hay là viêm phổi hay là viêm ruột thừa ấy, và trong viện thì ngoài cái xét nghiệm công thức máu để đánh giá là bạch cầu có tăng lên hay không thì người ta sẽ xét nghiệm cái CRP này. Và CRP nếu trong trường hợp ví dụ như các em bị viêm ruột thừa ấy, thì CRP tăng rất là cao, được chưa?
và người ta nói là có thể xác định được cái tình trạng cho phép, tức là cái thử xét nghiệm CRP này thì xác định cái tình trạng viêm sớm so với các cái xét nghiệm khác, và nó thường kết hợp với cái việc đấy chính là tăng cái bạch cầu ở trong trong máu. Và khi mà CRP mà tăng lên ý, thì người ta ký hiệu, và đặc biệt cái hsCRP, hay là thực ra nó cứ băn khoăn, nhiều khi cô cũng hay băn khoăn giữa cái chữ HS với cái chữ CRP. Người ta có thể bỏ chữ HS đi được mà hsCRP được. Nên là ở trên, ở dưới viện nhi người ta ghi cái chữ này là chữ hsCRP, thì cũng có thể bản chất nó cũng là giống giống một. Còn không thì mình gọi là CRP siêu nhạy, được chưa? Thì nó khi mà nó tăng lên ý, thì nó sẽ liên quan đến cái bệnh lý về tim mạch. Và bệnh lý về tim mạch thì phần lớn là ví dụ như nhồi máu cơ tim ấy, đặc biệt là nhồi máu cơ tim, đúng không ạ? Thì đấy là do có cái yếu tố mảng bám xơ vữa gây ra tình trạng tắc cái mạch vành thì dẫn đến nhồi máu cơ tim. Thì ở đây là người ta nói CRP còn là cái yếu tố mà tăng cái mảng xơ vữa và tạo ra cái tạo điều kiện cho cái huyết khối ấy, và làm tắc hay là nghẽn cái động mạch, mà động đặc biệt là động mạch vành, cái động mạch mà đưa máu nuôi tim. Thế thì chính vì thế mà cái xét nghiệm CRP này chúng ta thấy là nếu mà khi mà nó dưới 1 mg trên lít thì người ta thấy là nguy cơ tim mạch rất là thấp, nhưng mà nếu mà nguy cơ tim mạch bắt, tức là nó tăng từ 1 đến 3 mg trên lít thì nguy cơ tim mạch vừa, và gì ạ, trên 3 mg trên lít thì đấy là nguy cơ tim mạch rất là cao. Thế thì ở đây chúng ta cũng có thể làm thêm cái xét nghiệm hsCRP này để gì ạ? Để đánh giá về nguy cơ xơ vữa động mạch. Tại vì khi có nguy cơ, khi mà xơ vữa động mạch thì chúng ta thấy rồi, liên quan nhiều nhất đấy chính là gì? Động mạch vành, đúng không ạ? Cái động mạch cấp máu nuôi tim. Thì chính vì thế mà ở đây chúng ta làm thêm các cái xét nghiệm về hsCRP và homocysteine. Còn một số tỷ lệ nữa thì đây, ở trong phần này cô lại phải quay lại phần trên, vì là ở phần trên thực ra hôm trước nếu mà cô dạy thì cô cũng có giới thiệu qua phần tỷ lệ đấy rồi, nhưng mà ở đây thì hôm trước cô dạy cô có giới thiệu các em nhỉ? Có đây, lớp 9 cô có dạy thế đúng không? Sao về các em không tìm hiểu nhỉ? Đây này, hôm trước cô có nói không nhỉ? Hôm trước cô dạy lớp các em đúng không? Vâng. Vâng, thế thì sao mà không tìm hiểu thêm mấy cái thời tỷ lệ này? Ngoài tỷ lệ ApoB trên ApoA1 thì chúng ta còn có NaHDLC. NaHDLC là cái gì? Là HDLC, vỡ động mạch. Nên đây là cholesterol xấu. Vâng, thì đấy chính là những cái gì, những cái mà gây ra nguy cơ xơ vỡ động mạch. Thì ở đây chúng ta sẽ phải lấy cholesterol toàn phần trừ đi HDLC. HDLC là cái tốt, đúng không ạ? Thì chúng ta lấy cái toàn phần trừ đi cái tốt thì còn lại là những cái xấu. Ngoài ra thì mình có thể tính cái tỷ lệ cholesterol toàn phần trên HDL C, hoặc là tỷ lệ LDLC trên HDLC, hoặc là NaHDLC trên HDLC. Đấy, rất nhiều các tỷ lệ. Thì đây, NaHDLC là tổng cholesterol của các hạt lipoprotein chứa ApoB. Thì ở đây, cái loại lipoprotein nào có chứa ApoB? Loại nào? LDL. Hết chưa? Các em có kể hết CM. Đúng rồi, có cả CM nữa đúng không ạ? Có LD, VL, DL, IDL, LDL. Thì cái CM nó sẽ chia Apo gì? Apo protein gì? 48. Vâng, B48 đúng không ạ? Còn cái VL, DL, IDL và LDL thì nó sẽ chứa Apo B 100. Còn lipoprotein A kia cũng chứa ApoB 100 và thêm cái ApoA A nhỏ, được chưa? Nhưng mà ở đây chúng ta đang nói là chứa ApoB, thì cái lipoprotein A nhỏ kia nó có cấu, lúc nãy nói rồi, có cấu trúc có chức năng giống như LDL, thì nó chỉ có thêm khác một cái là nó có thêm cái ApoA nhỏ trong cái ApoB 100 ạ. Thế nên ở đây cái NaHDLC thì hiện nay người ta sẽ tính là tổng những cái lượng loại cholesterol, tổng cholesterol có ở trong các hạt lipoprotein chứa ApoB, mà những cái loại đó thì đều là chứa những cholesterol chúng ta hiểu là vận chuyển cholesterol xấu, đúng không? Như LDLC thì chúng ta nói là lipoprotein vận chuyển cholesterol xấu.
Cho nên ở đây chúng ta sẽ tính được cái năng HDL, được chưa ạ? Còn các cái tỷ số khác nữa thì thôi. Vâng, cái LDL này thì hôm trước cũng đã nói rồi, cái cách tính của nó, công thức tính của nó. Thì ví dụ triglycerides dưới 4,5 thì chúng ta có thể tính LDLC bằng công thức. Còn nếu mà triglycerides mà lớn hơn 4,5 mmol trên lít thì chúng ta sẽ không tính LDLC theo công thức. Các em rõ chưa? Mà công thức của nó có thể tính theo đơn vị là mmol trên lít hoặc là miligam trên decilit. Đây là miligam trên decilit. Đấy thôi. Thế thôi ạ. À? Còn hỏi gì? Câu chuyển sang câu tiếp theo nhé. Đấy, về các xét nghiệm nó như thế thôi. Bây giờ chúng ta chuyển sang câu tiếp theo. Đây của cô Dương chia sẻ. Câu tiếp theo là cái gì nhỉ? Câu tiếp theo là các xét nghiệm trong nhồi máu cơ tim. Vâng, thế mời các em. Nhiều xét nghiệm quá nhỉ? Thực ra là các xét nghiệm này mà nói trong một buổi nó không dạy riêng, phải dạy riêng vào khoảng 2 tiết, một buổi riêng ấy ạ. Còn hôm nay thì chúng ta chỉ nói qua được thôi. Mà thôi các em năm thứ 2 chúng ta cứ được biết được các bộ xét nghiệm cơ bản là tốt rồi. Cô và các bạn có nhìn thấy slide của nhóm không ạ? Cô nhìn thấy chưa? Dạ vâng, em cảm ơn ạ. Thì đây là câu hỏi của nhóm em ạ. Bệnh nhân có nguy cơ nhồi máu cơ tim do xơ vỡ mạch thì các xét nghiệm cần được làm thêm ở bệnh nhân này là gì ạ? Nhồi máu cơ tim là tình trạng cơ tim bị hoại tử do thiếu máu cục bộ, làm giải phóng các chất có trong tế bào cơ tim vào trong máu. Khi bị xơ vỡ mạch thì các mảng xơ vỡ nó lớn lên, đến một lúc nào đấy thì nó bong tách ra khỏi thành mạch và lơ lửng trong dòng máu tạo thành cục máu đông. Nó kéo theo sợi đông máu cùng với tiểu cầu để phát triển kích thước, thậm chí đủ để bít kín cái mạch vành, ngăn chặn triệt để dòng máu. Một khi động mạch vành bị tắc nghẽn hoàn toàn sẽ dẫn đến nhồi máu cơ tim cấp. Thì những cái mảng xơ vữa nó có thể gây ra cục máu đông là vị trí to hơn rồi nó di chuyển, những động mạch vành nhỏ hơn thì gây tắc ở đấy. Có hai dấu hiệu mà bệnh nhân nhồi máu cơ tim nào cũng có thể có, đó là bệnh nhân đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, cảm giác khó thở ngay cả khi làm những việc mà trước kia vẫn làm được bình thường. Bệnh nhân cảm thấy bồn chồn, lo lắng, bất an. Bệnh nhồi máu cơ tim này có thể đến rất bất ngờ, không báo trước. Chỉ sau một cơn mệt mỏi mà nhiều bệnh nhân chủ quan thì sau đấy nhập viện, tình trạng đã rất là tệ. Ngoài ra bệnh nhân có thể gặp một số triệu chứng sau: đau ngực trái lan tỏa tới hàm, tới bờ trong cánh tay. Triệu chứng này đôi khi không điển hình: chóng mặt, đau đầu, buồn nôn, nôn mửa, khó tiêu, rối loạn giấc ngủ, vã mồ hôi, rối loạn thị giác, tê ngứa. Những triệu chứng vừa kể em là có thể bỏ qua rồi. Bây giờ xét nghiệm nào và bây giờ thì cần có xét nghiệm sau. Đầu tiên là điện tâm đồ này thì nó thôi bỏ qua mấy cái xét nghiệm khác đi. Thì em cũng mệt mỏi bỏ qua. Ừ, thế vì là ở đây là hóa sinh mà. Vâng. Như chúng ta đều biết thì từ những bài trước đó là xét nghiệm về CK creatine kinase. Cụ thể là CKMB, LDH, AST, ALT, myoglobin như bạn đã nói ở trên và sao lại có chắc là ASAT, ALAT đấy. Là xét nghiệm gì nhỉ? AST rồi chứ gì nhỉ? Chắc là AST, cái này là do cái bộ cỏ nó nhảy ra. Vâng. Rồi. AST, ALT đúng không? AST, ALT. Vâng. Cái xét nghiệm về đấy là xét nghiệm về enzyme và isoenzyme như những bài mình đã học ở trước đấy. Và cái xét nghiệm mà protein như myoglobin, troponine. Ngoài ra thì
ta có thể làm các xét nghiệm về sinh máu. Thì cơ thì tim bị hoại tử có chảy máu thì... Thôi rồi, em đang giới thiệu là xét nghiệm hóa sinh máu mà em. Là những xét nghiệm vừa kể mà. Vâng, đấy. Những em xét nghiệm về hóa sinh máu này. Này. Xét nghiệm máu thì tìm tổn thương về cơ tim, là khi cơ tim bị hoại tử do nhồi máu, một số thành phần cơ tim là ra và đi vào máu. Và đó người ta sẽ xét nghiệm máu để tìm thành phần này. Nếu đau ngực mà ở dưới 6 giờ thì nên chọn xét nghiệm myoglobin CKMB. Em bọn em nhìn nhầm một chút ạ. Xin lỗi cô và các bạn. Và có thể xét nghiệm lại sau 6 và 8 giờ. Nếu đau ngực xảy ra trên 6 giờ rồi thì nên xét nghiệm CKMB và troponin. Các xét nghiệm về protein, đầu tiên là myoglobin. Myoglobin là một protein có trong bào tương của cơ tim. Ngoài ra nó cũng có trong cơ xương với lượng nhỏ. Do đó khi tổn thương nhồi máu cơ tim thì myoglobin sẽ sớm xuất hiện huyết thanh, nên sử dụng để chẩn đoán sớm. Tiếp theo là CKMB max là một insulin tim của CK, được cho là dành cho tim. Bình thường thì nồng độ này trong huyết tương là dưới 5,3 đến 8 mmol trên lít, tùy theo test kit của các nhà sản xuất khác nhau. Bình thường thì các bệnh viện sẽ chuẩn hóa lại. CKMB có ý nghĩa lâm sàng như sau, là nồng độ tăng 4 đến 5 giờ sau cơn đau thắt ngực. Đây là một xét nghiệm được sử dụng trong chẩn đoán nhồi máu cơ tim và tuần máu lại. Troponin là một phức hợp protein có hình cầu nằm trong các sợi mảnh của cơ tim và tham gia vào quá trình điều hòa với sự co cơ tim. Và khi bị nhồi máu cơ tim thì troponin tăng cùng với troponin T trong cơn đau 3 đến 4 giờ và đạt giá trị cực đại ở 12 đến 24 giờ. Điều này nó còn phụ thuộc vào sự tưới máu của động mạch vành. Rồi, hết ạ. Vâng. Rồi, thế thì như này nhá, ở trong phần này thì các em có đưa ra rất nhiều các cái xét nghiệm chẩn đoán bệnh lý về nhồi máu cơ tim thì các em cũng học rồi đúng không? Em học rồi thì các em thấy là có cái xét nghiệm mà thực ra trong những phần mà test của các em ấy, thì các em học là có cái xét nghiệm troponin T thì là xét nghiệm đặc hiệu nhất đối với chẩn đoán nhồi máu cơ tim đúng không ạ hiện nay. Còn ngoài ra thì chúng ta trong cái troponin thì chúng ta còn có troponin Y nữa cơ, nhưng mà Y thì thường người ta ít nhắc tới và nó hơi khác cái T ở cái chỗ mà có một cái pha, tức là liên quan đến hoạt động của nó thì nó có một cái pha nó hơi khác, tức là nó chỉ có một cái pha thôi, trong khi thì troponin nó kiểu có hai cái pha nó hoạt động. Thì các cái xét nghiệm ở đây ý, thì các em chú ý một cái nữa là các em đưa cái AST và ALT vào ý, thì nó chỉ có giá trị về mặt so sánh thôi. Bạn này tắc mic cái sau đang ăn uống cái gì hay sao nhỉ? Leng keng bát đũa gì đó. Thì ở đây ý, là cái AST ý, thì chắc cô cũng đã nói rất là kỹ rồi, vì là bây giờ AT thì nó cũng có ở gì ạ? Nó có ở tim, xong đấy thì mới đến cơ tim ấy, thì sau đấy mới cái phần thứ hai thì nó mới là ở gan đúng không ạ? Nhưng mà vì là cái xét nghiệm này thì trước kia nếu không có xét nghiệm đặc hiệu về tim thì người ta mới sử dụng, nhưng hiện nay thì các cái xét nghiệm đặc hiệu về tim thì nó có giá trị hơn ấy, mà giá trị hơn rất là nhiều ấy. Thì chính là vì thế mà AT hiện nay thì người ta không có sử dụng để trong chẩn đoán nhồi máu cơ tim nữa. Mà nếu có đưa vào thì người ta chỉ là đưa vào để so sánh giữa các xét nghiệm này với nhau thôi. Và xét nghiệm AT thì kết hợp với ALT thì chúng ta thấy là có giá trị trong bệnh lý về gan, đúng không ạ? Và ALT thì thực ra nó cũng có ở tim, nhưng mà nếu mà sắp xếp theo mức độ thì nó sẽ có nhiều ở gan hơn, còn ở tim thì nó có ít thôi. Và ở cơ tim ấy thì nó ít thôi. Và chúng ta học rồi, những quá trình chuyển hóa trong phần học thì chúng ta đều được học hết rồi. Thế nên là xét nghiệm tốt nhất hiện nay để chẩn đoán nhồi máu cơ tim chúng ta vẫn nói là troponin, đặc biệt là troponin T. Nhưng không phải cơ sở nào chúng ta cũng sẽ làm được cái xét nghiệm troponin đâu ạ. Thế nên là hai cái xét nghiệm vẫn phải được nói đến nhiều nhất, đấy chính là CK và CKMB. Còn nếu cơ sở của các em sau này các em đi về viện các em làm
mà họ làm được troponin hoặc là các em có đề xuất ra được cái xét nghiệm troponin thì rất là tốt. Nhưng mà nếu mà không có thì bắt buộc là chúng ta vẫn phải dùng những cái xét nghiệm cũ để chẩn đoán. Thì trong đấy có hai cái xét nghiệm mà chúng ta vẫn được nhắc đến, đấy chính là CK và CKMB. Thì nếu mà CK thì nói chung là CK toàn phần đúng không ạ? Thì nó sẽ bao gồm CKMM, CKMB và CKVB. Thì còn ở cơ tim thì chủ yếu nhất vẫn nói đến đấy chính là CKMB. Và khi mà cơ tim bị tổn thương ấy, thì nó sẽ tăng giải phóng ra cái enzyme này. Còn cái CKMAP, CKMB MAP ấy, thì nó đo theo cái phương pháp miễn dịch nhá. Còn cái nữa là một cái nữa là LDH. Thì cái LDH thì các cô cũng đã nhắc các em rồi. Là LDH thì nó nếu mà xét nghiệm chung ấy, thì không ai làm cái xét nghiệm LDH cả, mà nếu mà làm được thì chúng ta sẽ làm xét nghiệm các kiểu isoenzyme của nó. Thì trong đó thì cái kiểu tim thì đấy chính là LDH1 và kiểu gan là LDH5. Còn trước kia khi mà cô đi học, cái thời cô đi học nó lâu lắm rồi, cũng chắc cũng phải hơn 10 năm rồi, thì ở viện ấy thì họ cũng có sử dụng LDH để trong chẩn đoán trong những hợp người máu cơ tim, nhưng sau này thì họ ít chỉ định cái xét nghiệm LDH này. Thì vẫn bây giờ mà làm điện di mà được ấy, thì LDH nó sẽ có ý nghĩa. Còn có một cái nữa là myoglobin, thì đây là một cái loại protein đúng không ạ, nó cũng có, nếu mà so với cái troponin thì tất nhiên là nó vẫn kém hơn một chút để trong cái việc mà chẩn đoán cái bệnh nhồi máu cơ tim. Nhưng mà myoglobin nó có những vai trò nhất định của nó, tại vì là nó cũng liên quan đến hoạt động của cơ tim đúng không ạ. Nó có, đây là một cái loại protein mà tức là ở cơ ấy, nó có chức năng kiểu là dự trữ và cung cấp oxy cho cái cơ bắp của chúng ta sử dụng ấy ạ. Và myoglobin thì về cấu tạo hóa học của nó thì nó cũng nó còn, tức là so với cái hemoglobin ấy, thì nó còn có cái, tức là nó có khả năng mà ngăn cái sự kết hợp với thành phần CO, mà CO là một trong những cái khí độc đối với cơ thể. Còn về mặt hóa học thì nó cũng khá là giống cái thành phần hemoglobin đấy chứ ạ, tại vì là cả hai này thì đều có cái protein để liên kết với oxy của các cái tế bào hồng cầu, và cũng đều có chứa một cái thành phần phân tử được gọi là hem ạ. Và cũng có phản ứng thuận nghịch với cái gì ạ? Với oxy. Được chưa ạ? Thế nên ở đây thì chúng ta thấy là myoglobin ấy thì nó có cái khác. Ở đây là nó sẽ ngăn ngừa cái sự kết hợp với thành phần CO, trong khi thì cái thành phần HB ấy thì nó khả năng kết hợp với CO. Và chính cái việc mà ngăn ngừa kết hợp với cái thành phần carbon monoxide thì nó sẽ làm cho cái cơ tim của chúng ta hoạt động cái thời gian lâu hơn, nếu mà trong trường hợp mà cơ thể chúng ta có bị trúng độc cái hay là có bị ngộ độc với thành phần khí CO, được chưa? Thì đấy chính là cái sự khác nhau. Và cái trong trường hợp mà vì nó là cũng là liên quan đến hoạt động của cơ, và tại vì người ta tìm thấy cái myoglobin này ở trong cái cơ tim mà và cơ xương, thế nên là trong những trường hợp mà những biểu hiện như là đau tức ngực, bắt đầu có biểu hiện của những cái tổn thương cơ ở tim ấy, thì myoglobin nó sẽ được giải phóng vào trong máu. Và sau khi mà được giải phóng vào trong máu ấy, thì thận nó sẽ được đào thải bớt ra ngoài qua nước tiểu. Thế nên nếu mà trong trường hợp là myoglobin mà nó tăng quá mức, tức là tăng quá nhiều ấy, thì nó cũng sẽ có thể làm dẫn đến là suy thận. Được chưa? Thì chúng ta thấy là ngoài xét nghiệm tim ra thì nó cũng có thể đánh giá tình trạng về suy thận. Nhưng mà ở đây thì cũng lý do vì là nó được cấu tạo và nó liên quan đến việc cung cấp oxy cho cái tim của chúng ta hoạt động đúng không? Và ví dụ trong trường hợp ngộ độc khí CO thì cái myoglobin này nó sẽ giúp cho cái tim nó hoạt động có thời gian kéo dài hơn. Chính vì thế mà nó cũng sẽ dùng để đánh giá tình trạng bệnh lý về tim mạch. Thì đấy chính là myoglobin ạ. Còn cái troponin thì nó đánh giá trực tiếp cái hoạt động của các cái sợi cơ ở trên, tức là khi mà cái cơ trong cấu tạo của cơ nói chung ấy, thì nó có cái troponin T hay là troponin Y, thế nên là theo cô thì nó cũng sẽ có giá trị hơn, nó sẽ có độ nhạy, độ đặc hiệu cao hơn. Nhưng mà ví dụ như là theo dõi về mặt điều trị thì người ta còn thấy CKMB nhiều khi nó còn có giá trị cao hơn so với troponin T. Troponin thì nó thường có giá trị trong cái chẩn đoán, còn theo dõi về mặt điều trị thì chúng ta có thể kết hợp các cái xét nghiệm lại với nhau, được chưa? Thì đấy là về các cái xét nghiệm mà các em cũng trình bày và cô cũng giới thiệu thêm cho các em. Thì trong phần này chúng ta có hỏi gì không ạ? Các em có thể học tiếp
tiếp theo không nhỉ? Có ạ. Thế thôi chúng ta nghỉ nhỉ? Vâng ạ. Rồi, tạm biệt cả lớp ạ. Chào cô ạ. Chào cô ạ. Rồi, chào cả lớp ạ.